Người phụ nữ nhận một đơn hàng kinh doanh mới, không ngờ rằng khách hàng lại chính là người bạn trai cũ mà cô đã chia tay từ 8 năm trước. Sau 8 năm, người đàn ông đã trở thành một tổng giám đốc độc đoán, còn người phụ nữ cũng đã trở thành một phiên dịch viên nổi tiếng. Khi gặp lại nhau, không khí giữa hai người rất ngượng ngùng. Người đàn ông muốn hợp tác với người yêu cũ là để trả thù cho việc cô đã không coi trọng anh 8 năm trước. Anh ta ngay lập tức đặt bẫy để Lâm Tây nhảy vào, đưa ra kiến thức chuyên môn trong ngành, muốn làm Lâm Tây xấu hổ trước đám đông. Do sự hợp tác là quyết định tạm thời, anh ta không tin rằng Lâm Tây có thể hiểu biết về toàn bộ ngành trong vòng chỉ 2 giờ. Trong nhiều hệ thống chuyên môn, lĩnh vực mà người phiên dịch tập trung nhiều nhất là gì? Tiêu tổng, câu hỏi này không có trong tài liệu mà anh cung cấp cho chúng tôi, anh đang cố gắng làm khó dễ tôi đấy à? Không ngờ Lâm Tây lại trả lời hoàn hảo, khiến mưu kế tinh vi của Tiêu nhất thành không thành. Anh ta lập tức rất ngưỡng mộ khả năng của cô. Lúc này, Lâm Tây lại bắt đầu căng thẳng đến mức bệnh cũ tái phát, liên tục nấc cụt chỉ còn 2 phút nữa là đến hội nghị thu hút đầu tư, mọi người đều rất lo lắng cho Lâm Tây. Thấy vậy, Tiêu Nhất Thành đã đổ cho cô một cốc nước, uống nước và cúi người sẽ hiệu quả trong việc kiểm soát việc nấc cụt, một người bạn cũ đã nói với tôi. Hóa ra, chứng nấc cụt khi căng thẳng của Lâm Tây là điều mà Tiêu Nhất Thành đã biết từ lâu và anh ấy cũng luôn nhớ cách giải quyết. Với sự giúp đỡ của Tiêu Nhất Thành, Lâm Tây nhanh chóng hồi phục và quay lại hiện trường làm việc. Bên cạnh Tiêu Nhất Thành, Đông Hân cũng không tiếc lời khen ngợi Lâm Tây. Cô ấy rất tò mò về người phụ nữ xuất sắc như thế này, tại sao ban đầu Tiêu Nhất Thành lại chia tay với cô ấy. Đến hiện trường thu hút đầu tư, đối tác đã sớm chờ ở đó nhìn Lâm Tây với vẻ khinh thường. Cô ấy không tin rằng sẽ có người không hiểu sản phẩm mà không nói nhầm lẫn gì, lo sợ Lâm Tây sẽ làm cô ấy tụt hậu. Trước khi bắt đầu công việc phiên dịch, tôi cảm thấy cần thiết phải hiểu một số thuật ngữ chuyên môn có thể liên quan hoặc ngôn ngữ địa phương cũng như thói quen sử dụng ngôn ngữ của các thành viên tham dự. Bây giờ sắp bắt đầu rồi, cô chắc chắn bây giờ muốn nói chuyện những điều này với tôi sao? Tiêu Nhất Thành trên sân khấu cũng không ngừng gây khó dễ cho Lâm Tây. Anh ta không chỉ công khai nhận lời yêu cầu không hợp lý của phóng viên, mà còn để Lâm Tây cạnh tranh với máy dịch thuật do công ty phát hành. Cô Lâm Tây, cô đã sẵn sàng cho cuộc thi nhỏ này chưa? Lâm Tây bình tĩnh hoàn thành cuộc thi, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, sau đó Tiêu Nhất Thành lại lấy ra điều kiên kỵ nhất trong giới dịch thuật là văn cổ cố ý gây khó dễ. Điều này khiến đồng nghiệp của Lâm Tây phải lo lắng cho cô e rằng kỷ lục không sai lầm của lâm tây sẽ bị phá vỡ hôm nay văn cổ bất ngờ ai chạm vào ai sẽ gặp rắc rối không ngờ lâm tây nghe xong văn cổ do tiêu nhất thành đọc lên bộ não của cô được kích hoạt nhanh chóng với tốc độ 180 dặm một giờ và cô đã nhanh chóng hoàn thành bản dịch văn cổ một cách trôi chảy tiêu nhất thành buộc phải hối tiếc về sự cầu thả của mình tất cả mọi người tại hiện trường đều vỗ tay khen ngợi năng lực chuyên môn của cô ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng xin lỗi về thái độ trước đó của họ xin lỗi sau khi công việc kết thúc thuận lợi lâm tây không muốn tiếp tục liên quan đến người bạn trai cũ cô ấy thúc giục đông hân thanh toán sớm không ngờ tiêu nhất thành không muốn kết thúc sự hợp tác giữa hai người quá nhanh tuyên bố mọi thứ phải theo đúng hợp đồng lâm tây có ý kiến lớn về người bạn trai cũ độc đoán này nhưng lại bất lực tám năm không gặp cái dáng vẻ lém lỉnh thông minh của cô chẳng hề thay đổi chút nào cái tính cách cứng đầu tự cao của anh cũng chẳng hề thay đổi mặc dù rõ ràng yêu thương người bạn gái cũ sâu đậm nhưng anh ta không ngừng muốn nhìn cô bị xấu hổ trước đám đông để cô phải hối hận về việc đã bỏ rơi mình ngày xưa tám năm trôi qua liệu có ai đó sẽ hối hận không sau khi bị phụ nữ giải quyết hoàn hảo tiêu nhất thành và đối tác đông hân lại diễn trò vợ chồng giả trước mặt lâm tây để lâm tây hiểu lầm rằng anh đã quên mất mối tình của họ từ lâu tại sao anh lại muốn người bạn gái cũ hiểu lầm anh vậy tám năm trước trong thời đại học hai người đã yêu nhau nồng nhiệt trong ba năm khi đứng trước lựa chọn tiếp tục học tập sâu hơn hoặc hôn nhân lâm tây quyết định chia tay vì tiêu nhất thành không thi đỗ cùng trường đại học với cô Cô cảm thấy bạn trai không chịu khó, không có tiền đồ, đã không xứng đáng với mình. Dù Tiêu Nhất Thành có van xin thế nào, Lâm Tây vẫn quyết tâm chia tay đến cùng. Từ đó, trong mắt Tiêu Nhất Thành, Lâm Tây là một người phụ nữ thực dụng. Sau 8 năm cố gắng, anh ta cuối cùng đã thành công trong sự nghiệp và trở thành một tổng giám đốc độc đoán. Nhưng người làm tổn thương anh sâu sắc nhất cũng chính là người mà anh yêu thương nhất. Cú sốc tận tim năm xưa khiến Tiêu Nhất Thành đến nay vẫn không thể quên, anh quyết định trở về nước và bắt đầu trả thù người yêu cũ trong sự nghiệp. Vậy là lần này anh trở về là muốn trả thù cô ấy. Khi biết người yêu cũ đã kết hôn, Lâm Tây cảm thấy lòng mình dối bời. Cô ấy không hề quên Tiêu Nhất Thành. Vậy nên khi Ngụy Thiên hỏi tại sao họ chia tay, Lâm Tây đã nói ra việc cô khinh thường người bạn trai cũ vì không có tiền đồ. Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng ở bên anh ấy trong hai năm, anh ấy luôn là người lười biếng, ngốc nghếch và tham ăn. Ở bên anh ấy, cuộc sống như thể đã thấy hết ngày mai. Người như vậy không chia tay thì để làm gì? Giữ lại để đón Tết à? đúng lúc đó tiêu nhất thành nghe thấy và cô ấy vội vàng sửa lời đúng không giống như tôi đã nói với anh phó tổng của tứ hải anh ta trước đây rất tiểu nhân và tình cảm ngày hôm sau tiêu nhất thành phỏng vấn và tự tin tuyên bố trước đám đông rằng máy dịch thuật của mình sẽ hoàn toàn thay thế dịch giả bằng con người vì về tốc độ con người sẽ luôn chậm hơn máy một nửa nhịp anh ta nói như vậy và phát triển theo hướng đó là để áp đảo lâm tây chứng minh rằng sức mạnh của mình mạnh hơn cô không ngờ người dẫn chương trình đã liên lạc trực tiếp với Lâm Tây và hỏi cô về quan điểm đối với Tiêu Nhất Thành. Tôi không đồng ý, Lâm Tây dĩ nhiên không đồng tình với quan điểm của Tiêu Nhất Thành. Nhưng để chứng minh mình không phải là người đàn ông không có tiền đồ như Lâm Tây từng nói, Tiêu Nhất Thành khăng khăng sẽ thực hiện kế hoạch này trong tương lai. Sau vài lời phản bác của Lâm Tây, cô không muốn tranh cãi với anh ta nữa, chỉ có thể chúc Tiêu Nhất Thành sớm thực hiện được giấc mơ, hy vọng trong đời mình có thể thấy được. Tin tôi đi, ngày đó sẽ sớm đến thôi. Ban đầu hai người không còn liên quan gì trong công việc nữa, nhưng tiêu nhất thành lại một lần nữa gây khó dễ cho lâm tây không chỉ không thanh toán tiền dịch thuật của ngày hôm đó mà còn trực tiếp khiếu nại về nhân viên phiên dịch vắng mặt của lâm tây đến công ty yêu cầu họ đưa ra một giải pháp thỏa đáng với kinh nghiệm của giám đốc lục tôi tin rằng bà chắc chắn có thể đưa ra câu trả lời hài lòng cho khách hàng dù sao người này cũng là từ bộ phận của các anh mà ra và công việc này cũng do bộ phận của các anh phân công khi hai người gặp nhau trên đỉnh cao người đàn ông lại luôn tìm cách gây khó dễ cho người yêu cũ trong công việc để trả thù cho việc bị cô bỏ rơi một cách tàn nhẫn ngày xưa mặc dù tiêu nhất thành rất rõ mục đích của mình nhưng trong lòng vẫn còn yêu cô anh vẫn không tự chủ được mà quan tâm đến lâm tây thấy lâm tây đau bụng không ăn được cay anh lén lút yêu cầu nhân viên phục vụ đổi món ăn thành không cay thấy lâm tây muốn mua nước giải khát tự phục vụ anh sắp xếp đồng nghiệp mang đến nước ấm sau đó hai người bắt đầu trò chuyện về công việc mà không hề hay biết dù là về quan điểm sản phẩm hay hướng phát triển tương lai cả hai người đều rất ăn ý và đã cùng nhau phân tích rõ những vấn đề mà tiêu nhất thành không thể hiểu được đồng nghiệp của họ đều cảm thấy ngạc nhiên chuyện gì đang xảy ra vậy bạn tìm người đối phó với tiêu tổng nhưng lại giúp anh ấy giải quyết được vấn đề khó khăn cả hai lúc này mới nhận ra sự ngượng ngùng lâm tây vừa muốn rời đi thì lại bị tiêu nhất thành dùng lời than phiền trước đó để đe dọa nói rằng nếu lâm tây không đồng ý đi ăn tối cùng anh anh sẽ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng khiến công ty của cô không thể đứng vững trong ngành đành phải chấp nhận, Lâm Tây mới đồng ý, nhưng Tiêu Nhất Thành không dẫn cô đi ăn ngay, mà trước tiên đưa cô về trường cũ, để Lâm Tây chờ ở nơi cũ mất nửa tiếng. Sau đó, anh ta lại đưa cô đến nhà hàng mà họ từng thường xuyên đến. Tiêu Nhất Thành có vẻ như vẫn muốn tìm lại điều gì đó, nhưng nhân viên phục vụ thông báo rằng món ăn từ 8 năm trước đã không còn được làm nữa. Anh ta thở dài rằng mọi thứ đã thay đổi, hôm nay đưa Lâm Tây đến đây không chỉ đơn giản là ăn tối và hồi tưởng, anh muốn Lâm Tây thừa nhận rằng quyết định của cô ngày đó là sai. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi phải không? Muốn tôi thừa nhận mình đã sai, đúng không? Cảm giác đánh người đã ngã xuống như thế này thật sảng khoái, tôi có thể tưởng tượng được. Chỉ là anh không biết, khi đó Lâm Tây đề nghị chia tay, không phải vì coi thường anh không có tiền đồ, mà là không muốn cản trở sự nghiệp của anh, bởi vì lúc đó Lâm Tây đã được nhận vào một trường trong nước. Công ty dịch thuật hàng đầu đã tuyển dụng Lâm Tây, trong khi Tiêu Nhất Thành thì được một trường học ở nước ngoài nhận vào cô đã nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ để chọn tình yêu và đi ra nước ngoài cùng tiêu nhất thành nhưng lời nói của ông ngoại đã khiến cô thay đổi quyết định vậy thì cô cũng giống như mẹ cô vì một mối tình mà từ bỏ giấc mơ của mình bởi vì mẹ cô ngày xưa đã chọn tình yêu thay vì sự nghiệp nên cô thường thấy mẹ mình tiếc nuối không nguôi vì tiêu nhất thành và vì chính mình cô đã quyết định chia tay ngày nay khi tiêu nhất thành đã thành đạt lâm tây càng chắc chắn rằng quyết định chia tay ngày đó là đúng đắn ít nhất họ đã thực hiện được ước mơ của mình sau một chút do dự, cô lại một lần nữa khẳng định quyết định của mình. Tôi cảm thấy quyết định ngày đó vô cùng đúng đắn, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất đúng đắn trong đời tôi cho đến bây giờ. Cô đứng dậy thay mặt công ty xin lỗi Tiêu Nhất Thành, rồi quay lưng lấy xuống bức ảnh của hai người treo trên tường, không chút luyến tiếc ném vào thùng rác và sau đó bỏ đi mà không nhìn lại. Chỉ vì một hiểu lầm và một sự cứng đầu, hai người yêu nhau lại tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau. Anh ta rõ ràng vẫn còn yêu người bạn gái đầu tiên sau 8 năm chia tay, nhưng giấu trong lòng không dám thừa nhận. Thay vào đó lại dùng cách tiếp cận bằng cách trả thù Lâm Tây, gây khó dễ cho cô trong công việc. Lâm tổng dường như cho rằng mọi chuyện đều là do anh ta vẫn còn oán hận, cố ý trả thù, thậm chí còn lợi dụng con của bạn để khiến Lâm Tây hiểu lầm rằng anh đã kết hôn và có con. Tiêu Nhất Thành không coi trọng tình cảm sâu đậm từ 8 năm trước, chỉ cần Lâm Tây hiểu lầm, anh ta lại cảm thấy có một thành tựu khó hiểu. Đông Hân cũng nhận ra Tiêu Nhất Thành đang gián tiếp theo đuổi vợ. Cô biết rằng Tiêu Nhất Thành không nghe lời khuyên chỉ có thể nói dối rằng đồng nghiệp trong công ty cũng đang để ý đến lâm tây nếu anh ta vẫn quan tâm thì nên hành động sớm nếu không sau này sẽ hối hận không kịp tiêu nhất thành miệng nói không sao nhưng đã chuyển đồng nghiệp có ý định với lâm tây đi nơi khác người sáng suốt đều nhìn thấy ý đồ của anh chỉ là anh ta cứng đầu và không bao giờ thừa nhận khi lâm tây biết tiêu nhất thành đã có con cô cảm thấy vô cùng mất mát đứa trẻ trông cũng không nhỏ điều này cho thấy ngay khi tiêu nhất thành đến nước ngoài anh ta đã quên cô trong lòng cô cũng yêu tiêu nhất thành nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn vào lúc này sự nghiệp của tiêu nhất thành gặp khủng hoảng trình diệu ngày đó thấy anh ta tự phụ nói về việc thay thế phiên dịch viên bằng máy đã lợi dụng cơ hội để tìm ra lỗ hổng của phần mềm dịch thuật của tiêu nhất thành và đăng tải video đánh giá phần mềm lên mạng tin tức về phần mềm không thể dịch chính xác nhanh chóng lan truyền các cổ đông lớn của công ty cũng đề xuất rút vốn giờ đây cần giải quyết vấn đề kỹ thuật và vấn đề về tài chính nếu không công ty sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản tiêu nhất thành bị kẹt giữa hai mặt dù có tài năng đến mấy cũng sẽ cảm thấy áp lực trong thời gian ngắn. Hiện tại bên ngoài đang lan truyền tin đồn rằng nhà đầu tư lớn nhất của công ty chúng ta, Danny đã rút vốn, chuỗi tài chính có thể sẽ bị đứt. Anh ta bề ngoài tỏ vẻ bình thản, an ủi đồng nghiệp rằng tin đồn đều không có cơ sở, nhưng thực sự bên trong đã gần như sụp đổ, chỉ còn biết bán thầm bất động sản của mình để lấp đầy khoảng trống tài chính. Trong khi đó, Lâm Tây nghe nói Tiêu Nhất Thành gặp rắc rối, cô vô cùng lo lắng nhưng lại không dám an ủi một cách chủ động thậm chí không đủ can đảm để gửi một tin nhắn, chỉ có thể chia sẻ các bài viết truyền cảm hứng để khuyến khích anh không nên bỏ cuộc. Đồng thời, kẻ thù lớn nhất của Tiêu Nhất Thành cũng xuất hiện trước mặt Lâm Tây, chính là Trình Diệu, người đã khiến công ty của Tiêu Nhất Thành rơi vào khủng hoảng. Lâm Tây sau khi xem đánh giá của anh ta đã chủ động kết bạn với Trình Diệu, muốn kéo người tài năng này về công ty làm việc. Không ngờ, ngay lần đầu gặp mặt, Trình Diệu đã thích Lâm Tây và vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cô. Nghe nói Lâm Tây đang ở nhà người thân Trình Diệu liền nảy ra ý định cùng thuê nhà gần, người đàn ông vẫn không quên người yêu cũ sau 8 năm chia tay. Nghe nói Lâm Tây say rượu, anh ta vô cùng lo lắng, vội vàng đến khách sạn đưa cô về nhà. Không ngờ rằng điều này không chỉ giúp công ty của anh ta vượt qua khủng hoảng, mà còn khiến mối quan hệ giữa họ sắp sửa được hàn gắn. Lý do Lâm Tây uống say là vì cô ấy đã giúp ngăn chặn rượu cho chị họ tại bữa tiệc. Hơn nữa, với tư cách là tránh phiên dịch viên của công ty, việc uống rượu nhẹ trong giao tiếp kinh doanh là một nghi thức cần thiết. Lần này qua lần khác, Cô đã say đến mức phải tựa vào tường, may mắn là có chị họ chăm sóc, không đến nỗi nằm bên lề đường. Tiêu Nhất Thành thấy cô ấy trong tình trạng đó, còn chưa kịp trách móc đã bị Lâm Tây kéo lại, giới thiệu Tôn tổng bên cạnh cho Tiêu Nhất Thành, phải nói rằng Lâm Tây thực sự là sự trợ giúp thần kỳ của Tiêu Nhất Thành, dù say rượu cô vẫn nghĩ cách giúp người yêu cũ vượt qua khủng hoảng tài chính. Nhưng Tiêu Nhất Thành không chịu nhận sự giúp đỡ, không cần, bây giờ anh cần, tôi đã nói là tôi không cần. Dù cần hợp tác, anh cũng muốn dựa vào sức mình. Anh không muốn bị Lâm Tây coi thường nữa. Lâm Tây nhận ra ý định của anh, chỉ có thể đưa ra điều kiện, nếu hợp tác với Tôn tổng thành công thì các đơn hàng phiên dịch của công ty Tiêu Nhất Thành phải thuộc về cô. Tiêu Nhất Thành vẫn còn do dự, Lâm Tây lại một lần nữa bày tỏ niềm tin vào khả năng của anh, có một điều, tôi luôn tin không ngờ, đó là tài năng của anh. Chỉ cần anh muốn làm gì, không ai có thể làm tốt hơn anh. Đây là lần đầu tiên Lâm Tây thể hiện sự khẳng định với anh ấy kể từ khi chia tay, Tiêu Nhất Thành không thể tin nổi, có câu nói của người yêu anh đã lấy lại tinh thần chiến đấu. Ngày hôm sau, anh chuẩn bị tài liệu để hợp tác với Tôn tổng, nhưng ai ngờ đối phương bày tỏ rằng muốn hợp tác không chỉ cần lợi ích mà còn cần tình cảm, liên tục hỏi anh và Lâm Tây là quan hệ gì, Tiêu Nhất Thành chỉ muốn dựa vào năng lực chứ không muốn dựa vào mối quan hệ để hợp tác, Tôn tổng đành phải đưa ra điều kiện khắt khe, "Đầu tư không phải là không thể, nhưng tôi muốn có quyền phủ quyết." Điều kiện này khiến Tiêu Nhất Thành không thể chấp nhận, bởi anh biết rõ quyền phủ quyết quan trọng thế nào đối với một công ty. Khi thấy kế hoạch thu hút đầu tư thất bại, Công ty không còn kinh phí để hoạt động, Tiêu Nhất Thành nghĩ đến việc bán nhà của mình để duy trì hoạt động vài ngày, nhưng lại bị Đông Hân từ chối. Đúng lúc anh đang bối rối thì có bước ngoặt, hóa ra một lô máy dịch thuật mà anh từng tặng không cho vùng núi vài năm trước đã giúp trẻ em nơi đó tự học được tiếng Anh lưu loát. Một thời gian ngắn sau, video về điều này lan truyền điên cuồng trên mạng và máy dịch thuật của họ cũng được đẩy lên top tìm kiếm nóng. Tiêu Nhất Thành nắm bắt cơ hội, tìm đến hợp tác với các em nhỏ để quảng bá mạnh mẽ thương hiệu của mình. Phụ huynh khắp cả nước sau khi xem xong đều muốn mua cho con một chiếc. Trong vài ngày ngắn ngủi, công ty của Tiêu Nhất Thành đã nhận được hàng loạt đơn đặt hàng, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là chi phí sản xuất cần vốn lưu động. Có vẻ như Lâm Tây đã sớm nghĩ đến điều này. Lâm Tây chủ động tìm đến Tôn tổng để thuyết phục ông hợp tác với Tiêu Nhất Thành. Dưới sự giới thiệu của Lâm Tây, Tiêu Nhất Thành cuối cùng đã ký kết hợp đồng với Tôn tổng và giải quyết được vấn đề tài chính. Tôi đầu tư vào anh không chỉ vì Tây Tây Tôi tin rằng mọi thứ sẽ càng tốt hơn và anh ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng Lâm Tây vẫn còn yêu mình và chuẩn bị theo đuổi lại Lâm Tây. Theo đuổi nhưng lại bị Lâm Tây hiểu lầm là một người đã có vợ, coi anh như kẻ đáng khinh và vứt bỏ anh bên đường. Người đàn ông yêu sâu đậm người bạn gái cũ đã chia tay 8 năm, khi biết rằng đối phương vẫn độc thân, anh ấy muốn theo đuổi cô ấy trở lại, nhưng lại bị Lâm Tây hiểu lầm là một kẻ xấu, nghĩ rằng anh ta đã kết hôn và có con nhưng vẫn muốn lôi kéo cô làm người thứ ba. Bởi vì trong mắt cô Tiêu Nhất Thành và Đông Hân là vợ chồng và có một đứa con trai đáng yêu. Trong lúc Tiêu Nhất Thành đi mua đồ, Lâm Tây đã lẳng lặng bỏ đi và để anh ấy một mình bên đường. Anh ấy đã vất vả lắm mới dũng cảm làm lành nhưng lại bị bỏ rơi. Tiêu Nhất Thành cảm thấy thất vọng trở về nhà, Đông Hân biết chuyện sau đó, lập tức nhận ra vấn đề chính là Lâm Tây đã hiểu lầm mối quan hệ của họ. Cô ấy yêu cầu Tiêu Nhất Thành sớm làm rõ mọi chuyện, nhưng anh lại không thể buông bỏ lòng tự trọng, không chịu cúi đầu. Cô ấy đã bỏ rơi tôi trước, vậy thì sao, cô sẽ không bao giờ cúi đầu, chỉ đợi người ta mà thôi. Đông Hân cũng rất sốt ruột cho anh, để tạo cơ hội cho hai người, cô đã dẫn Lâm Tây đến vùng ngoại ô với lý do bản công việc. Khi Lâm Tây thấy hoạt động cha mẹ con diễn ra ở đây, cô liền muốn rút lui, bởi dù sao người ta một nhà ba người ở đây, mình tham gia vào coi như là cái gì. Đông Hân nhận ra sự e ngại của cô, tìm cớ để rời đi, tạo cơ hội cho hai người và dặn Tiêu Nhất Thành hãy nắm bắt tốt cơ hội này, cho Lâm Tây một cơ hội để hàn gắn. Tiêu Nhất Thành cũng không thể không làm theo. Ban đầu hai người hơi ngượng ngùng, nhưng khi hoạt động bắt đầu, hai người càng phối hợp ăn ý hơn. Chỉ là Lâm Tây cảm thấy bất lực với những lời xì xào xung quanh, mọi người đều nghĩ cô là người tình thứ ba, nhận nhiệm vụ trong tình huống nguy cấp hay là chính thức làm việc vậy. Tiêu Nhất Thành vẫn không chịu nói ra sự thật, chỉ nói rằng không quan tâm đến những lời nói không quan trọng này, cho đến khi hoạt động kết thúc, anh vẫn không giải thích rõ ràng chuyện chưa kết hôn. Vừa lúc Lâm Tây bị thương chân, anh mới vội vàng đưa Lâm Tây về nhà. Lâm Tây thấy Đông Hân không ngừng giải thích vừa nói xong liền muốn rời đi đông hân vội đến mức suýt nữa thì tức phát khói một ngày vất vả tiêu nhất thành vẫn chưa nói rõ ràng có vẻ như cần cô ấy tự mình vào cuộc tôi đã ly hôn vẫn đang độc thân tôi và tiêu tổng chỉ có tình bạn trong sáng tôi không có ý với anh ấy với sự giúp sức của đông hân những hiểu lầm giữa hai người cuối cùng cũng được giải tỏa nhưng lâm tây vẫn cứng đầu tuyên bố rằng mình không quan tâm đến chuyện riêng tư của khách hàng lại liên quan đến công việc với tiêu nhất thành khi nghe lâm tây coi mình chỉ là khách hàng Tiêu Nhất Thành lại tức giận, từ khách hàng này thật sự làm tổn thương anh. Anh không muốn để ý đến Lâm Tây, quay đi nấu cơm cho cô, nhớ lại khi hai người mới yêu nhau, Lâm Tây rất thích ăn cay, nên Tiêu Nhất Thành đã làm một bàn đầy món theo khẩu vị của cô. Nhưng không ngờ, sau 8 năm, khẩu vị của Lâm Tây đã thay đổi, cô đã mắc bệnh dạ dày và không thể ăn cay nữa, chỉ có thể than thở mọi thứ đã khác xưa. Tiêu Nhất Thành bắt lấy chủ đề này, lại bắt đầu hỏi Lâm Tây một cách sâu sắc, cô thích tôi của quá khứ hay tôi của hiện tại hơn? chưa kịp nghe lâm tây trả lời, cuộc trò chuyện đã bị một bóng đèn bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn. lâm tây đành phải rời đi trước. dù hôm nay không nhận được câu trả lời, nhưng ít nhất mối quan hệ giữa hai người đã có tiến triển. tiêu nhất thành để cảm xúc vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt, trên mặt anh chỉ thiếu mấy chữ đang yêu thôi. cô gái đang hôn say đắm với bạn trai cũ, dây tiếp theo đột nhiên bị đau bụng dữ dội và ngã xuống giường. cô đau đến mức ngồi bật dậy mới nhận ra ngoài việc đau bụng ra, mọi thứ khác chỉ là ảo giác. Mọi giây phút ngọt ngào vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp, Lâm Tây cố gắng chịu đựng sự khó chịu để đi làm. Cảm giác không thoải mái về thể chất khiến tâm trạng cô cũng không được vui vẻ. Trình Diệu nghĩ rằng cô đang trong kỳ đặc biệt của phụ nữ nên mới cáu kỉnh như vậy. Chỉ có mình cô biết rằng, nguyên nhân là do món ăn quá cay mà Tiêu Nhất Thành nấu ngày hôm trước đã khiến cơn viêm dạ dày của cô bùng phát. Vì lo lắng, Ngụy Thiên liền cầm điện thoại lên, trở thành người truyền tin, nói với Tiêu Nhất Thành rằng Lâm Tây không thể ăn cay. Cô ấy không thể ăn cay. Cô ấy không sao chứ? Viêm dạ dày, còn không chịu nghỉ ngơi, Tiêu Nhất Thành nghe xong vô cùng lo lắng, không còn kịp đợi ký các tài liệu, vội vàng chạy đến công ty Lâm Tây, muốn đưa cô đi khám bệnh. Nhưng khi nghe nói anh ta sắp đến, Lâm Tây đã kéo sếp vào phòng họp và chính thức tiếp đón anh như một khách hàng. Sếp cũng không tinh ý lắm, nói chuyện qua loa vài câu rồi bảo phải đi họp, còn tưởng rằng mình đang tạo cơ hội cho hai người, không ngờ lại kéo Lâm Tây cùng tham dự, chỉ để lại Tiêu Nhất Thành đứng lúng túng một mình anh chỉ còn cách tự mình đến hiệu thuốc mua thuốc cho cô, nhưng anh ta không hề biết Lâm Tây bị triệu chứng gì, chỉ còn cách mua bừa một ít thuốc, mỗi loại một hộp. Người bán hàng thấy khuôn mặt của vị khách này mà cười nát cả mặt, đưa cho anh ta một tuyếp kem trị bệnh trĩ, được tặng miễn phí khi mua trên 300, không lấy thì phí. Đây là cơ hội tốt để thể hiện, nhưng điểm mạnh của Tiêu Nhất Thành trong việc theo đuổi vợ lại là làm việc tốt không để lại tên tuổi. Anh gọi người giao hàng ngoài, ngay lập tức nhờ người đó gửi thuốc đi giúp. Lâm Tây nhận được thuốc với vẻ mặt ngơ ngác, ai mua vậy? Trình Diệu nghĩ có người cố ý gửi hàng nguy hiểm, vội vàng giành lấy thuốc để giúp cô mở ra. Khi thấy các loại thuốc bên trong, anh ta còn tưởng Lâm Tây ngại ngùng không muốn người khác biết cô bị bệnh trĩ, nên không thừa nhận là mình mua, chỉ là tuyếp kem trị bệnh trĩ mà, không phải tôi mua, có cái trĩ này có gì không thể nói, có lý đấy. Mặt khác, để hiểu rõ hơn sở thích và thói quen sinh hoạt hàng ngày của Lâm Tây, Tiêu Nhất Thành đã đặc biệt mời Ngụy Thiên đi uống một ly. Khi hai người mới gặp nhau, Ngụy Thiên đã thấy Lâm Tây trong nhóm công ty hỏi xem ai là người gửi thuốc. Anh ta lập tức hỏi Tiêu Nhất Thành, nhưng Tiêu Nhất Thành lại phủ nhận không phải mình gửi, không, thật sự không phải. Ngụy Thiên ngay lập tức nghi ngờ có người cố ý đầu độc, vì công ty Tiêu Nhất Thành sắp đấu thầu, không thiếu đối thủ cạnh tranh muốn chơi xấu Lâm Tây. Anh vội vàng thông báo cho Lâm Tây cẩn thận đề phòng. Khi Tiêu Nhất Thành thấy lòng tốt của mình trở thành trò cười, mới vội giật lấy điện thoại thừa nhận là mình đã gửi thuốc. Thuốc do tôi gửi, cứ yên tâm mà dùng. Sao anh vừa nói không phải anh gửi? Các anh làm sao lại ở cùng nhau? Khi biết hai người đang ở cùng nhau, Lâm Tây lập tức nhắn tin hỏi Ngụy Thiên. Anh ấy không muốn làm người truyền tin giữa hai người, liền kéo cả hai vào một nhóm để họ tự giao tiếp. Nhưng Lâm Tây ngoài công việc ra không hề đề cập đến chuyện giữa họ, làm Tiêu Nhất Thành tức giận đến mức rời nhóm. Tiêu Nhất Thành không thể quên người yêu cũ sau 8 năm chia tay, phát hiện ra rằng đối phương trong lòng vẫn còn tình cảm với mình. Anh ấy cuối cùng đã lấy hết can đảm để tỏ tình, đề nghị hàn gắn với Lâm Tây. Lâm Tây, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé. Lâm Tây do dự 3 giây sau đó từ chối một cách khéo léo, bào chữa rằng họ hiện là đối tác hợp tác, lại đang trong giai đoạn đấu thầu, không thích hợp công khai mối quan hệ. Tiêu Nhất Thành thì nói, tôi có thể đợi, chờ đấu thầu kết thúc không sao cả. Thấy người yêu cũ không hiểu ý mình, Lâm Tây thẳng thắn từ chối anh, trong 8 năm này, anh quả thực đã trở nên xuất sắc hơn, nhưng điều đó chưa đủ. Chưa kịp để Tiêu Nhất Thành phản ứng, Lâm Tây đã nói một tiếng xin lỗi, sau đó xuống xe và trở về nhà. Tiêu Nhất Thành sau đó đã gửi tin nhắn, biểu thị sự sẵn sàng chờ đợi cô nhận ra tình cảm của mình, Lâm Tây lấy ra chiếc hộp đã cất giữ từ lâu. Trong chiếc hộp đựng toàn là những món quà Tiêu Nhất Thành đã tặng cô 8 năm trước. Cô nhớ lại những ngày hai người say đắm trong tình yêu, mỗi món quà đều chứa đầy tình cảm yêu thương. Khi đó, nụ cười hạnh phúc của cô không cần phải bày tỏ bằng lời. Cô gọi điện cho bạn thân, chút bầu tâm sự với Ngụy Thiên về những gì xảy ra tối nay. Cô không phải là không yêu Tiêu Nhất Thành, cũng không phải là không muốn hàn gắn mà là sự nghiệp của cô đang ở giai đoạn lên cao lại sắp phải thi tuyển vào làm việc tại liên hợp quốc mối quan hệ của họ sẽ có quá nhiều bất ổn ở tuổi này của cô tình yêu đã không còn là tất cả cuộc sống cô không thể chịu đựng bất kỳ sự thay đổi nào nữa chúng ta có quá nhiều điều không chắc chắn dù bị từ chối tiêu nhất thành không hề bỏ cuộc điều đó lại càng khiến anh tin rằng lâm tây yêu anh anh sẵn sàng chờ đợi ngày lâm tây chấp nhận ngày hôm sau với sự giúp đỡ của con trai nuôi tiêu nhất thành lại tìm được cơ hội đưa lâm tây về nhà lần này anh cố tình xin vào nhà lâm tây với cái cớ tiện đường thực chất là muốn vào kiểm tra nhưng không ngờ lại phát hiện ra lâm tây và trình diệu đang ở cùng nhau thấy trong phòng tắm có bàn chải đánh răng đôi anh lập tức nổi giận đối đầu với tình địch trình diệu không khoan nhượng sau khi lời nói đưa cớ của trình diệu để tiếp cận thất bại cả hai đều muốn tiếp cận lâm tây để khẳng định quyền sở hữu của mình bị lâm tây sai đi pha cà phê trình diệu nhìn thấy hai người ngồi sát nhau mà ghen tị nổ đom đóm mắt suýt nữa thì tức nổ đom đóm trong lúc mang cà phê anh ta cố tình ngồi giữa hai người để tách họ ra trình diệu cuối cùng đã thành công làm bóng đèn nhưng lâm tây lại sai anh ta pha thêm một cốc cho tiêu nhất thành trình diệu miễn cưỡng đứng dậy nhân cơ hội pha cà phê trêu chọc tiêu nhất thành cố ý làm một hình phân bò đưa cho tiêu nhất thành tiêu nhất thành nhìn mà phát khó chịu lâm tây đành phải nhường cốc của mình cho anh khiến trình diệu tức đến mức muốn giết người ánh mắt như muốn xé tiêu nhất thành ra từng mảnh tiêu nhất thành rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi anh ta nhận ra trình diệu đang để ý lâm tây quyết tâm phải ngăn chặn mối quan hệ tai hại này ngay từ trong trứng nước. Kể từ khi bị tình địch mời uống cà phê phân bỏ, mỗi lần thấy cà phê là anh lại cảm thấy buồn nôn. Ngay cả cà phê mua với giá cao cũng bị anh coi như phân bỏ, ra lệnh cho trợ lý lập tức vứt bỏ. Trợ lý không muốn lãng phí, mang theo cà phê định rời đi, nhưng lại bị Tiêu Nhất Thành chú ý đến đôi giày của anh ta. Đôi giày màu vàng phân của anh rất hợp với cốc cà phê phân này, có thể cùng biến mất không? Đó không phải cũng giống với bộ quần áo của anh sao? lời nói của trợ lý khiến tiêu nhất thành cảm thấy mình như đang ngập trong mùi phân bò liền cởi áo quăng sang một bên để lâm tây chấp nhận mình anh bắt đầu một chiến dịch theo đuổi vợ mạnh mẽ thường xuyên đến đón cô tan làm lâm tây cũng không từ chối đơn giản là lên xe anh xem anh còn trò gì mới tiêu nhất thành biết cô ưu tiên công việc nên bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của cô về cuộc đấu thầu lâm tây đáp lại vài câu rồi muốn rời đi ai ngờ vô tình bị chật cổ tiêu nhất thành nhận ra cô bị đau do ngồi lâu gây ra vấn đề với cuộc sống không chờ cô đồng ý liền đưa cô đi tập yoga để giảm nhẹ và ân cần đồng hành bên cạnh lâm tây rất tò mò khi thấy một người đàn ông lớn như anh lại quen thuộc với yoga đến vậy tiêu nhất thành liền kể cho cô nghe về quãng thời gian đầu khi mới ra nước ngoài khoảng thời gian tăm tối của mình cũng nhờ yoga mà giảm bớt được áp lực lúc bấy giờ lâm tây nghe giọng nói quen thuộc như tìm lại được cảm giác an toàn đã lâu không có hoàn toàn bỏ xuống mọi phòng bị trong lòng và chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau chính là ngày đấu thầu khi đối thủ tung ra lá bài tẩy lâm tây cũng mất đi sự tự tin dù sao đối với các cổ đông của công ty phiên dịch lợi ích luôn là trên hết và lợi ích mà đối thủ đưa ra rất hấp dẫn khi đến lượt lâm tây đưa ra báo giá cô cố tỏ ra bình tĩnh đọc lại bản thầu tuyên bố rằng mọi người đều hiểu câu tiền nào của nấy đắt có lý do của nó thấy báo giá của cô đối thủ đều tự đắc cho rằng lâm tây chắc chắn không có cơ hội lâm tây liền tự giễu một câu tôi phải thừa nhận điểm yếu của hoa thanh chúng tôi rất đắt và không giảm giá sau khi nói về lợi thế của công ty Cô đã mời phiên dịch viên chủ lực của công ty, Trình Diệu, người thông thạo nhiều ngôn ngữ, tăng thêm sức nặng cho cuộc đấu thầu. Cần biết rằng anh là tài năng mà nhiều đối thủ, bao gồm cả Tiêu Nhất Thành, đã từng muốn trả lương cao để thu nạp. Trước đây, chúng tôi muốn trả lương cao để mời Trình Diệu làm kỹ sư tài nguyên cho công ty mình. Tôi nghĩ, người mà ngữ dịch thích, về mặt năng lực chắc chắn là hàng đầu. Lời nói này đã đặt ngữ dịch vào tình thế khó xử. Nếu họ phủ nhận Trình Diệu, có nghĩa là họ cũng phủ nhận quyết định của Tiêu Nhất Thành ngay khi mọi chuyện sắp được ấn định một cổ đông của ngữ dịch xuất hiện gây rối người này đã sớm bị đối thủ của lâm tây mua chuộc quyết tâm giúp đối phương thắng thầu với sự phối hợp ăn ý giữa hai người đối thủ đã đưa ra điều kiện khiến tất cả cổ đông ngữ dịch đều hứng thú thấy mình sắp thua cuộc lâm tây chỉ còn cách dùng quân át chủ bài cuối cùng của mình đó chính là bốn lĩnh vực mà ngữ dịch đang tập trung phát triển kinh tế thương mại xây dựng công nghệ thông tin và y tế hoa thanh sẽ mở cửa toàn bộ các nguồn lực này cho ngữ dịch Lâm Tây tưởng rằng như vậy sẽ chắc chắn thắng cuộc, nhưng đến phần bỏ phiếu, cô vẫn suýt nữa bị loại. Ngay cả Đông Hân, người có mối quan hệ cá nhân tốt với cô, cũng đứng về phía lợi ích, đã bỏ phiếu cho đối thủ của Lâm Tây. May mắn thay, Tôn tổng, người luôn giúp đỡ cô, đã dùng quyền cổ đông để bỏ thêm hai phiếu quan trọng, khiến cô vượt lên dẫn trước một phiếu và giành được đơn hàng của ngữ dịch. Hai người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ, gặp đối thủ làm cho cả hai đều ghen tị. Trình Diệu nhắc nhở Tiêu Nhất Thành đừng mơ tưởng cạnh tranh với mình để giành được trái tim của Lâm Tây, dù sao mình trẻ hơn, có nhiều lợi thế hơn. Một câu ông chú khiến Tiêu Nhất Thành, một người luôn tự tin, cảm thấy một chút khủng hoảng. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu nịnh nọt Lâm Tây để giành được sự yêu thích của cô. Lâm Tây quyết định không chấp nhận bất kỳ ai. Mặc dù Trình Diệu trẻ hơn Lâm Tây vài tuổi, nhưng anh ta lại rất thích kiểu phụ nữ chị đại. Hiện nay, tình yêu chị em rất phổ biến. Lời nói của trợ lý khiến Tiêu Nhất Thành cảm thấy nguy cơ càng tăng. Trình Diệu lập tức để lộ nụ cười tự mãn và đắc ý. Lâm Tây nhắc nhở anh ta nên kiềm chế một chút, bởi dù sao Tiêu Nhất Thành cũng là khách hàng của công ty. Tiêu Nhất Thành lợi dụng cơ hội này để khẳng định vị thế của mình, cố ý trước mặt tình địch công khai quan tâm Lâm Tây một cách rõ ràng. Bên cạnh Lâm Tây không nói gì, chỉ căng thẳng đến nỗi bệnh cũ cũng tái phát. Tiêu Nhất Thành tiếp tục làm rõ, thừa nhận rằng bấy lâu nay anh vẫn không quên được người yêu cũ, hơn nữa đối phương hiện cũng đang độc thân. Trình Diệu nghe xong lập tức nhảy vào. Nếu anh không thể quên người yêu cũ, tôi đề nghị anh nên mau chóng theo đuổi lại cô ấy, đừng tranh giành Lâm Tây với tôi. Anh mau đi theo đuổi lại đi, biết đâu cô ấy đang chờ anh đấy. Tiêu Nhất Thành lại răng bẫy cho anh, khiến anh đưa ra lời khuyên để mình sớm thực hiện được ước mơ. Trình Diệu còn thực sự rơi vào bẫy và bắt đầu đưa ra ý tưởng cho anh, nhìn này, viết thư, tặng hoa, đi mua sắm, xem phim. Trong khi đó, Lâm Tây đang ngồi một mình ăn dưa cảm thấy muốn tìm một khe để chui vào, trong lòng căng thẳng vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trên đường về tiêu nhất thành tiếp tục nói về người yêu cũ trình diệu nghe thấy thì hào hứng ủng hộ anh mau chóng theo đuổi lại cuối cùng tự mình tát vào mặt mình tôi chính là người yêu cũ của tiêu nhất thành hóa ra mình đã tự mình nhảy vào hố suốt một ngày mà không hay biết sau khi trở về tiêu nhất thành bắt đầu bất an anh tự tin có thể đánh bại đối thủ nhưng anh sợ rằng lâm tây sẽ thích kiểu đàn ông trẻ trung như trình diệu đông hân phân tích ưu điểm của tiêu nhất thành và trình diệu tiêu nhất thành và lâm tây có quá khứ có kỷ niệm và đã từng yêu nhau đây là ưu thế lớn nhất hiện tại. Nhưng Trình Diệu lại quá gần Lâm Tây và trong tình cảm, điều người ta sợ nhất chính là gần mực thì đen, ngay cả phụ nữ kiên định nhất cũng sợ bị dính bám dai dẳng. Ưu điểm của Trình Diệu nằm ở chỗ anh ta có vị trí gần. Tiêu Nhất thành lập tức thấy có lý, những năm này bên cạnh Lâm Tây ngoài Ngụy Thiên thì không có người thân thiết nào khác, nếu cứ phát triển như vậy, Trình Diệu sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Qua phân tích biểu đồ quan hệ của những người xung quanh Lâm Tây, anh nghĩ đến việc bắt đầu từ bà chủ nhà dù sao hàng ngày gõ cửa chắc chắn sẽ bị lâm tây từ chối anh dẫn theo pháo thủ nhí peter tự xưng là fan của bà lâm muốn xin bà làm sư phụ thành công làm cho chủ nhà vui vẻ trịnh diệu cảm thấy không ổn ngay lập tức muốn đuổi tiêu nhất thành đi nhưng bây giờ có bà lâm chống lưng trịnh diệu lại bị sai đi pha trà anh ta tức đến phát điên đối thủ đã đến tận nhà mình lại bó tay vì vậy anh bắt trước tiêu nhất thành từ bà lâm bắt đầu thuyết phục bà đứng về phía mình anh nói rằng mình là người yêu cũ của lâm tây là người muốn theo đuổi Lâm Tây trở lại, bà Lâm tất nhiên sẽ ủng hộ Tiêu Nhất Thành. Trình Diệu hoảng sợ trong lòng, vội vàng gọi bà Lâm để giải thích lý do và xin bà ủng hộ mình. Dù bà rất thích Tiêu Nhất Thành và Peter, nhưng vì hạnh phúc của cháu ngoại, bà vẫn cố tình trở nên lạnh lùng. Trình Diệu lại cố gắng đuổi Tiêu Nhất Thành đi, Tiêu Nhất Thành vội vàng tìm cớ để ở lại, mọi người cùng ăn bữa cơm nhỉ, bà ngoại, bà muốn ăn gì nhỉ? Khi nghe nói Tiêu Nhất Thành sẽ nấu món mà bà thích, bà lập tức thay đổi thái độ và bảo Lâm Tây dẫn anh ấy đi mua thực phẩm. Trình Diệu không cho hai người có cơ hội ở riêng, liền mặt dày mày dạn đi theo. Khi đến chợ, Tiêu Nhất Thành lại bảo Lâm Tây lấy điện thoại từ người mình để thanh toán, nhân cơ hội để khoe tình cảm, khiến Trình Diệu bên cạnh như ngộp thở vì cầu lương. Đến lần thanh toán thứ hai, anh ta vội vàng ngăn cản, không ngờ Tiêu Nhất Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Trình Diệu cảm thấy bối rối không muốn với tay ra, Lâm Tây nhìn hai người đàn ông này mà chỉ biết lắc đầu không nói gì, đành tự mua xong rồi đi thẳng. Đến khi nấu ăn, Tiêu Nhất Thành lại dùng chiêu thức thương hoa tiếc ngọc, cố tình cầm dao cắt vào tay để gây sự chú ý của lâm tây Mánh lưới này quả thật hiệu quả lâm tây lập tức sai trình diệu đi tìm thuốc khiến trình diệu bất đắc dĩ chỉ muốn đánh người nhìn thấy hai người tình tứ anh ta cảm thấy bị kìm nén mà bất lực bởi anh ta không biết nấu ăn cũng không thể giúp được gì khi món ăn được dọn lên bàn bà lâm ăn rất ngon lành bà định khen ngợi tài nấu nướng của tiêu nhất thành nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ trình diệu nhắc nhở bà phải giữ lập trường bà lâm đành phải đưa ra đánh giá khách quan Thực sự là tôi không nếm ra mùi vị gì cả. Tiêu Nhất Thành lập tức phản ứng, nói rằng mình đã lâu không nấu nên tay nghề còn gượng, chỉ cần tập luyện thêm là được. Bà Lâm không muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ngon, cuối cùng không nhịn được mà đứng về phía Tiêu Nhất Thành, "Vậy anh cứ đến đây tập nấu đi." Trong khi đó, Ngụy Thiên và Sa Sa được Lâm Tây sắp xếp đi công tác cùng nhau, cô nhắn nhủ Ngụy Thiên phải chăm sóc tốt cho cô em họ. Ngụy Thiên không phụ lòng tin, chăm sóc Sa Sa rất chu đáo. Trong công việc, nếu có sai sót anh ấy liền giúp cô giải quyết. Chỉ là xa xa từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chỉ cần uống một ngụm nước lạnh là có thể gây ra đau bụng kinh. Cuối cùng có dịp được ăn riêng với Ngụy Thiên, người mà cô đã thầm yêu nhiều năm, nhưng không may cô lại không ăn được gì vì bụng đau. Với vẻ ngây thơ, cô đành thú nhận thật, tôi, tôi đến kỳ rồi, Ngụy Thiên không biết phải làm thế nào, chỉ biết dùng phương pháp dân gian đã nghe để giúp cô giảm đau, sau đó cõng cô trở về. Cảnh tượng này khiến xa xa nhớ lại 10 năm trước, khi cùng bạn học leo núi và gặp nạn, Lúc đó cũng là Ngụy Thiên dẫn người cứu cô thoát nạn. Từ đó cô luôn nhớ mãi về Ngụy Thiên và bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại, cô không muốn bỏ lỡ mối tình này nữa. Đã lấy hết can đảm chuẩn bị tỏ tình, kể từ khi anh cứu tôi hôm đó, tôi, tôi có điều muốn nói với anh, câu này trong lòng tôi đã giấu 10 năm. Về phần Tiêu Nhất Thành để theo đuổi lại bạn gái cũ mà đã chia tay 8 năm, anh ta chuyển đến sống cạnh nhà Lâm Tây, trở thành hàng xóm với cô. Để có thể gần gũi với người trong mộng hơn, anh dùng cớ bàn công việc mời Lâm Tây đến nhà mình để Lâm Tây giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Lâm Tây hiểu ý đồ của anh, dùng lý do từ chối Tiêu Nhất Thành lần trước. Cô ấy lại một lần nữa khẳng định rằng cô không thể chấp nhận tình cảm của Tiêu Nhất Thành. Tiêu Nhất Thành phủ nhận việc anh đến đây là vì cô, tuyên bố rằng chuyển đến đây chỉ là để tiện cho việc đi làm, điều mà ngay cả bản thân anh cũng không tin. Anh vẫn tin tưởng rằng Lâm Tây yêu anh, chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi, càng trốn tránh, càng chứng minh đang sợ hãi. Lâm Tây bị Tiêu Nhất Thành nói trúng tim đen, không muốn dây dưa thêm với anh chỉ có thể giúp anh dọn dẹp phòng hai người vô tình ngã xuống giường không khí lập tức trở nên ám muội lâm tây kìm nén cảm xúc trong lòng vội vàng đẩy tiêu nhất thành ra nhưng con búp bê trong tay tiêu nhất thành lập tức gợi lại ký ức cho cô đó là món quà cặp búp bê mà cô từng tặng anh hồi đại học không ngờ anh vẫn giữ nó tiêu nhất thành cũng nhận ra điều lâm tây đang suy nghĩ vội vàng hỏi trước còn nhớ nó chứ còn búp bê của cô đâu lâm tây không muốn bộc lộ cảm xúc ẩn giấu của mình tìm cơ muốn rời đi về nhà, một người đồng nghiệp sắp đi công tác đã giao cho cô chăm sóc thú cưng. Gia đình Lâm Tây đông người nên không tiện nuôi thú, cô định từ chối nhưng người đó đã để lại con chó và chạy mất. Cô chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Tiêu Nhất Thành thấy cơ hội tới, Tiêu Nhất Thành chủ động đề nghị có thể nuôi con chó tại nhà mình, vì thế Lâm Tây cũng chỉ có thể nghe theo anh. Với sự xuất hiện của con chó nhỏ này, số lần hai người gặp nhau đã tăng lên. Tiêu Nhất Thành yêu cầu cô đến cho chó ăn mỗi ngày sau giờ tan làm, trước 8 giờ sáng và sau 10 giờ tối, đúng là lâm tây mỗi ngày đều đúng giờ qua đó khiến trình diệu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trong thời gian tiếp theo mọi động tĩnh của lâm tây và trình diệu đều bị tiêu nhất thành dõi theo chặt chẽ dù chỉ là những cuộc trò chuyện công việc bình thường cũng bị anh nghe lọt từng câu từng chữ về phần công việc mặc dù lâm tây rất nghiêm khắc và hiệu quả nhưng cô thực tập sinh trần văn lại có nhiều lời phàn nàn về cô trần văn mắc nhiều lỗi trong công việc và bị lâm tây phê bình nhiều lần sau nhiều lần nhẫn nhịn lâm tây quyết định dạy cho trần văn một bài học bằng cách yêu cầu kế toán trừ đi tiền thưởng của cô ấy trong tháng này khi biết điều này trần văn tức giận đến phát điên trong cơn tức giận đã trả thù lâm tây bằng cách xóa sổ bản thầu mà cô đã làm xong sau đó cô ấy lại hối hận không kịp tuy nhiên tài liệu đã không thể khôi phục được trần văn đã làm điều xấu nên cảm thấy tội lỗi và không dám đối mặt với lâm tây và ngay lập tức tìm đến ngụy thiên để khóc lóc xin anh giúp mình xin lỗi mất đi tiền thưởng tháng sau cô ấy còn không biết lấy gì để ăn khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Trần Văn, Lâm Tây dù tức giận nhưng cũng thể hiện sự thông cảm, lập tức chuyển tiền để Ngụy Thiên trả tiền ăn cho Trần Văn tháng sau. Nhưng không ngờ rằng hành động trả thù của Trần Văn sắp khiến sự nghiệp của Lâm Tây đối mặt với nguy cơ hủy hoại. Bên này công ty của Tiêu Nhất Thành rơi vào khủng hoảng do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại, họ phát hiện ra rằng một người phụ nữ tên Lisa đứng sau chuyện này, người này chính là cựu nhân viên dưới quyền của Lâm Tây, từng bị Lâm Tây sa thải vì làm hỏng dự án. Vì thế sự kiện lần này là hành động báo thủ Lâm Tây và vô tình ảnh hưởng đến ngữ dịch. Một số người như Đông Hân gợi ý rằng Lâm Tây nên đứng ra gánh vác vụ việc này, trước tiên bảo vệ ngữ dịch rồi giới thiệu cô đi làm việc ở nước ngoài. Tiêu Nhất Thành nghe xong liền kiên quyết từ chối, thay đổi kế hoạch, cách cứu mình bằng cách cắt đuôi này không phải phong cách của tôi. Lâm Tây cũng cảm thấy đây là một phương án không tồi, ít nhất việc hy sinh một mình cô có thể đổi lấy sự hoạt động bình thường của một công ty. Tiêu Nhất Thành tuyên bố rằng dù công hay tư anh cũng không thể làm như vậy đối với công ty Hoa Thanh và Ngữ Dịch, cả hai đều là cùng vinh cùng nhục. Tiêu Nhất Thành không muốn liên lụy người vô tội, Tiêu Nhất Thành tuyệt đối không để người phụ nữ tôi yêu phải chịu đựng thay tôi. Nhưng Lâm Tây vẫn kiên quyết không cho anh cơ hội làm người hùng cứu mỹ nhân. Cô sẵn sàng hy sinh bản thân để phát triển ở nước ngoài, có thể cô thực sự muốn gánh vác thay Tiêu Nhất Thành, hoặc có thể cô đang thử thách lòng chân thành của anh. Nhưng dù từ góc độ nào, Tiêu Nhất Thành cũng không để cô phải gánh chịu tất cả. Anh thở dài nghĩ ra một giải pháp, đó là nhanh chóng ra mắt phiên bản nâng cấp của máy dịch để tin đồn tự tan biến. Nhưng Lâm Tây không đồng ý với cách làm này, cho rằng phiên bản nâng cấp hiện tại về mặt kỹ thuật vẫn chưa ổn định, làm như vậy chỉ sẽ phản tác dụng. Tiêu Nhất Thành tuyên bố rằng anh có đủ tự tin về mặt kỹ thuật, sau đó dẫn Lâm Tây ra ngoại ô, chứng minh sự đột phá của mình trong lĩnh vực này. Ngữ dịch không chỉ làm máy dịch mà còn tạo ra bác sĩ trí tuệ nhân tạo, mặc dù công nghệ hiện tại vẫn chưa ổn định và có rủi ro nhưng đã có thể giúp bệnh nhân quét và chẩn đoán. Khi ăn tối, vợ chồng già hiểu nhầm hai người là vợ chồng anh ta nhìn thấy tiêu nhất thành chăm sóc lâm tây ân cần tò mò hỏi họ đã kết hôn bao lâu mà vẫn tình cảm như vậy lâm tây vừa định phủ nhận mối quan hệ của họ thì tiêu nhất thành đã nhanh chóng trả lời trước cô ấy đang giận dỗi tôi đấy thấy anh ấy nói vậy lâm tây cũng không phản đối lúc này tiêu nhất thành lại bắt đầu sử dụng chiêu trò tinh vi cố tình nói rằng không có xe để về và muốn ở lại qua đêm để thắt chặt mối quan hệ giữa hai người lâm tây nhận ra ý đồ của anh đề nghị ngủ chung với bà chủ nhà khiến kế hoạch của Tiêu Nhất Thành thất bại. Sau bữa tối, Trình Diệu gọi điện thúc giục cô về, Tiêu Nhất Thành thấy vậy liền ghen tuông, lập tức giật lấy điện thoại của Lâm Tây để ngăn chặn. Mặc dù anh biết rằng Lâm Tây yêu mình, nhưng không thể chấp nhận tình địch công khai theo đuổi cô, cậu ta đang theo đuổi em, không cắt đứt sớm sẽ rước họa vào thân, em hiểu không? Hai người cãi nhau không vui vẻ. Đến tối, họ lại gặp phải vấn đề tương tự, cả hai bị ồn ào của nhau làm phiền không ngủ được. Sau đó, họ tình cờ gặp nhau trong sân. Tiêu Nhất Thành sử dụng bác sĩ thông minh để khám bệnh cho Lâm Tây và rất nhanh chóng phát hiện ra cô có vấn đề nhỏ về sức khỏe, kỳ kinh nguyệt không đều. Trên phiếu kết quả có lời khuyên điều trị, có thể thử. Anh lợi dụng cơ hội để tiếp cận Lâm Tây, giúp cô massage huyệt vị, giúp cơ thể được thư giãn, Lâm Tây từ từ chấp nhận sự tiếp cận của anh. Tiêu Nhất Thành lợi dụng cơ hội lại bắt đầu hỏi dồn tâm can, tại sao ngày đó lại đề nghị chia tay với tôi? Tôi muốn nghe sự thật. Tôi chỉ nghĩ là anh không có tài thôi, mặc dù Lâm Tây vẫn dùng lý do cũ để qua mặt, nhưng lần này tiêu nhất thành không tin anh tin chắc rằng phải có một lý do nào đó không thể nói được lâm tây bị anh nói chúng tim đen cũng không phủ nhận và hai người cứ thế dựa vào nhau trải qua một đêm sau 8 năm chia tay cặp đôi cuối cùng cũng đã có sự thân mật riêng tư qua một đêm tình cảm của họ đã tiến triển vượt bậc lâm tây cũng bắt đầu chấp nhận lại tình cũ người ta nói khi vui vẻ thì tinh thần sảng khoái vận may cũng bắt đầu thay đổi công ty của tiêu nhất thành cũng đã gặp may mắn khi cơn bão dư luận về máy dịch bắt đầu có bước ngoặt một người ẩn danh đã đăng tải video về mặt hình thức là chỉ trích máy dịch không bằng dịch thuật nhân viên nhưng thực chất là giúp tiêu nhất thành làm rõ chuyện máy dịch giả mạo tiêu nhất thành cảm thán rằng mình trong họa có may cái may là lâm tây đã đến giúp anh ít nhất cô không còn từ chối tôi từ xa nữa tôi rất vui anh vừa định tiếp tục hành động tiếp theo nhưng chưa kịp làm gì đã bị trình diệu ngắt lời nhìn cô còn gầy đi nữa tôi đã gọi món ngon rồi chúng ta về thôi khoảnh khắc trình diệu vẫy tay anh ta nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay trình diệu Tiêu Nhất Thành mới nhận ra người giúp anh thoát khỏi tình huống khó khăn là Trình Diệu và phía Lâm Tây cũng có tin tốt. Ông ngoại của cô, người luôn có chút mâu thuẫn với cô, cùng với các giáo sư kỳ cựu trong giới dịch thuật, đã chủ động xuất hiện tại buổi họp báo để chặn đứng những lời chỉ trích. Với sự làm rõ của Trình Diệu và sự ủng hộ của một số giáo sư, cuộc khủng hoảng bị cáo buộc làm giả của ngữ dịch cuối cùng đã qua đi. Lâm Tây cũng cảm nhận được tình yêu thương của ông ngoại, cô cũng hạ mình xuống, mềm mỏng hơn. Ông ngoại cuối cùng cũng buông bỏ lòng kiêu hãnh, Khuyên Lâm Tây nên thường xuyên về nhà ăn cơm hơn, cảm ơn ông ngoại. Có một lần buổi họp báo, ban tổ chức đã chi ra số tiền lớn mời giáo sư cao, nhưng ông ấy đã từ chối không nhận. Lần này, ông ấy đến vì cô, với sự giúp đỡ của Tiêu Nhất Thành làm người hòa giải, hiểu lầm giữa Lâm Tây và ông ngoại dần dần được giải tỏa. Ngày hôm sau, cô mang quà về nhà thăm ông. Tiêu Nhất Thành cũng đích thân đến cửa để bày tỏ lòng biết ơn. Cả hai người như đã thỏa thuận trước, biết ông ngoại thích chơi tài chi, một người tặng sách về kiếm pháp, người kia tặng kiếm ngay cả gì cũng phải thốt lên rằng hai người có tâm đầu ý hợp sau khi cảm ơn các giáo sư tiêu nhất thành tìm đến trình diệu để bày tỏ lòng biết ơn mặc dù hai người là đối thủ trên tình trường nhưng không thể phủ nhận rằng họ là đối tác hợp tác hiếm có trong công việc trình diệu cũng không muốn ai sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để hạ bệ tiêu nhất thành khi chia tay hai người cũng không quên tuyên bố chiến tranh trong công việc chúng ta có thể là đối tác tốt nhưng về phía lâm tây tôi chắc chắn sẽ thắng vậy thì nói chuyện bằng thực lực thôi tôi sẽ theo đến cùng. Trình Diệu càng nghĩ càng không cam lòng, anh không thể chỉ thế mà thua Tiêu Nhất Thành. Anh dự định sau khi giành được chức vô địch trong cuộc thi trượt ván sẽ tỏ tình với Lâm Tây. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, chuẩn bị một bất ngờ thật công phu và đầy mong đợi tỏ tình với Lâm Tây. Không ngờ lại bị Lâm Tây từ chối. Lâm Tây, em đã hứa sẽ tặng anh một món quà, món quà anh muốn là muốn em trở thành bạn gái của anh. Trình Diệu, xin lỗi. Về phía Ngụy Thiên, anh cũng nhận thấy sự lạ thường của Sa Sa kể từ khi hai người trở về từ chuyến công tác xa xa cứ cố tình tránh mặt anh về vấn đề công việc thả hỏi người khác cũng không tìm anh anh đã định tìm xa xa để hỏi rõ ràng nhưng cô ấy không trả lời trực tiếp liệu có phải vì anh có bạn gái không chỉ là né tránh người đàn ông biết được tình địch sẽ tỏ tình với người trong mộng của mình trong cuộc thi trượt ván ghen tị bùng phát giả vờ tử tế nhắc nhở lâm tây nói rằng chơi trượt ván rất nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao người như vậy không đáng để cho gửi cả đời trượt ván dù có ngầu nhưng đừng để bị bề ngoài làm mờ mắt cậu ấy có tỏ tình với cô chưa? Lâm Tây âm thầm vui mừng suýt nữa cười ra tiếng. Hóa ra anh đang ám chỉ chính mình mới xứng đáng được cô trao gửi. Nhưng trên bề mặt cô vẫn cứng đầu nói đó không phải chuyện của anh, Trình Diệu chỉ là một cậu bé nhóc, cậu ta biết gì về tình yêu chứ? Anh ấy, tôi phát hiện ra, anh và Trình Diệu khá là hợp đấy, anh nói cậu ấy là cậu nhóc chỉ biết làm điệu, cậu ấy nói anh là ông già chơ chẽn không biết xấu hổ, hai người cứ kết đội đi. Lâm Tây vừa nói xong đã muốn rời đi, Tiêu Nhất Thành một cách trẻ con giả vờ tội nghiệp, nói rằng vai anh đau nhất vì đã để Lâm Tây gối đầu qua đêm, ám chỉ Lâm Tây giúp anh xoa bóp. Nhưng Lâm Tây lại nói rằng cô sẽ tìm một người mát xa lành nghề cho anh. Tiêu Nhất Thành vội vàng từ chối, dùng giọng điệu đáng thương bảo cô đừng quan tâm đến mình, trong khi nói vậy thì tiến lại gần Lâm Tây. Lâm Tây đành phải tự tay xoa bóp giúp anh, trong khi Tiêu Nhất Thành đang đắm chìm trong sự thoải mái thì vô tình nói hớ. Hơi ngọt, cái này vừa chua vừa đau, Lâm Tây mới phản ứng lại rằng anh đang trêu chọc mình. Sau khi bị từ chối tỏ tình, tâm trạng của Trình Diệu sa sút đến mức thấp nhất, ngay cả chiếc cúp anh vừa mới nhận được dù bị thương ở chân cũng không hề lưu luyến, vứt bỏ không thương tiếc. Người ta nói rằng khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cửa sổ khác mở ra, khi tâm trạng Trình Diệu cực kỳ tệ, người bạn đời chính thức của anh đã xuất hiện trước mắt anh. Sau khi Trình Diệu về nhà, anh như người ăn phải thuốc lộn, nhìn ai cũng không vừa mắt, nghe thấy Peter đọc sách về cảm xúc càng tức giận không thể chịu nổi. Ngay khi mở miệng đã cãi nhau với Peter, Peter thẳng thắn nói ra điều anh đang nghĩ, "Chắc anh bị thất tình rồi phải không? Nếu anh thất tình, cô Tây Tây chắc chắn sẽ chọn bố em, không chọn anh đâu." Bí mật của Trình Diệu bị bại lộ khiến anh tức giận và bắt đầu đùa giỡn với Peter, vô tình ngã xuống đất, khiến chấn thương cũ của anh càng thêm nghiêm trọng. Anh cố chịu đựng cơn đau, lê bước thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển đi, nhưng bị Đông Hân tốt bụng đề nghị đưa đến bệnh viện thì từ chối. Thấy Trình Diệu không có nơi nào để đi, Đông Hân đành phải đưa anh về nhà mình sắp xếp cho anh ở trong phòng mà tiêu nhất thành trước đây đã ở số phận của hai người cũng sắp bắt đầu xoay chuyển. trinh diệu ban đầu dự định dùng cái cớ thất tình để buồn bã một thời gian nhưng bà ngoại đã đánh thức anh nói rằng tình cảm anh dành cho lâm tây không phải là tình yêu mà là không muốn thua tiêu nhất thành. lời nói của bà như một tiếng chuông cảnh tỉnh. trinh diệu quyết định lấy lại tinh thần và chăm chỉ làm việc. trong khi đó tiêu nhất thành cũng gặp phải người theo đuổi kiểu trà xanh trần tiêu lợi dụng việc quay quảng cáo để lại gần đề nghị giúp tiêu nhất thành đeo microphone. Lâm Tây thấy vậy liền ghen, vậy hai người cứ bận rộn đi. Thấy vậy, Tiêu Nhất Thành lập tức lấy lại microphone, không cho cô gái kia cơ hội, rồi quay người đuổi theo Lâm Tây. Trong khi đó, Lâm Tây tại văn phòng vô tình gặp Trình Diệu đến làm việc dù đang bị thương. Cô nghĩ rằng sau chuyện hôm qua, Trình Diệu có thể sẽ từ chức, nhưng không ngờ mình đã suy nghĩ hẹp hòi. Dù tôi rất ghét Tiêu Nhất Thành, tôi không bao giờ chạy trốn, càng không vì điều đó mà từ bỏ. Đây là dự án của Tiêu Nhất Thành, tôi cố ý làm khó dễ, nhưng ngược lại, Tôi sẽ làm tốt hơn. Sau khi Trình Diệu nhận ra rằng mình chỉ ngưỡng mộ chứ không phải yêu Lâm Tây, anh đã nhắc nhở cô rằng mối quan hệ giữa Tiêu Nhất Thành và Trần Tiêu không hề đơn giản. Nếu họ có thể thành đôi, tôi nghĩ cũng tốt, dù miệng Lâm Tây nói không sao, nhưng lòng cô đã loạn thành một đống. Khi Trình Diệu rời đi không may đã vấp phải và được Lâm Tây đỡ lấy vừa lúc bị Tiêu Nhất Thành theo dõi thấy. Thấy người yêu đỡ lấy đối thủ tình trường, Tiêu Nhất Thành đầy ghen tị đã gọi Lâm Tây ra ngoài, cay đắng bảo Lâm Tây giúp đeo micro. Lợi dụng cơ hội lại nhắc đến chuyện của Trình Diệu cậu ta là đàn ông lớn tuổi rồi, đi bộ còn không vững, còn cần em đỡ à, đàn ông chơi trượt ván không đáng lấy. Đúng lúc Lâm Tây trong lòng cũng đầy mùi chua chát, không thể nhịn được một bụng tức giận, ném lại vấn đề, tôi không làm được. Để biên tập Trần làm cho anh đi, hai người bắt đầu ghen tuông lẫn nhau, và lúc này lại bị trà mời anh gián đoạn. Cô ta lại tiến lại gần, chủ động giúp đỡ, nhưng lại bị Tiêu Nhất Thành từ chối không thương tiếc, bảo cô ta giao micro cho trợ lý xử lý. Trà xanh nhận ra mối quan hệ cũ của hai người có dấu hiệu tái nối, mình lại bị loại ra ngoài, quay người lấy cớ công việc để lấy địa chỉ nhà của Tiêu Nhất Thành từ trợ lý. Ngày hôm sau, cô ấy ngang nhiên đến nhà làm khách, có Nhất Thành đợi tôi, vậy tôi qua trước nhé. Vẻ ngoài như bạn gái của Tiêu Nhất Thành, cách gọi cũng chan chứa sự nịnh bợ, khiến Lâm Tây nghe mà ra gà ra vịt, rất khó chịu. Hành động tiếp theo của Tiêu Nhất Thành được coi là tấm gương của đàn ông, anh đứng ngay cửa xem cô ta biểu diễn, đợi Trà xanh tham quan xong liền đưa ra lệnh đuổi khách, xem xong chưa? nhưng trà xanh vẫn lì lộng không chịu rời đi còn mang theo cơm để nhất định phải ăn cùng tiêu nhất thành để tránh hiểu lầm tiêu nhất thành mời lâm tây cũng tham gia tránh tình huống sau này dù có lý cũng khó mà giải thích tuy nhiên tại bàn ăn trà xanh lại bắt đầu chơi trò tinh quái cô ta kể lại kỷ niệm khi tiêu nhất thành đến nhà cô ấy ăn cơm thời đi học thậm chí mẹ cô ấy còn nhớ những món ăn này đều do mẹ cô ấy làm riêng cho tiêu nhất thành một trong những món được mua tại nhà hàng ở cổng trường chính là cửa hàng mà cô và tiêu nhất thành đã từng cùng nhau đến tiêu nhất thành sợ lâm tây hiểu lầm nên vội vàng giải thích lần đó à là cả câu lạc bộ chúng tôi cùng đi không phải chỉ có hai chúng tôi đâu trà xanh sợ hai người không hiểu lầm đủ sâu liền lấy ra bức ảnh chụp chung ngày xưa với tiêu nhất thành để khoe khoang lâm tây đã chua đến no nê tức giận đến mức đứng dậy bỏ đi để hai người họ tự do cuối cùng tiêu nhất thành không thể nhịn được nữa mà bùng nổ anh nói cô rõ ràng biết tôi vẫn còn tình cảm với lâm tây cô cố tình nói những chuyện này chỉ là muốn chia rẽ chúng tôi đúng không anh thẳng thừng từ chối trà xanh, khiến cô ta cắt đứt hy vọng trong lòng, đừng nói là anh còn tình cảm với Lâm Tây, chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại với nhau, kể cả không thể quay lại, cũng không thể nào ở bên một người như cô. Trà xanh nhận ra rằng cô không có chỗ đứng trong mắt Tiêu Nhất Thành, cố tình ở lại sẽ là thiếu lễ độ, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Ngày tổ chức hoạt động tập thể đã đến, Sa Sa đã trang điểm thật xinh đẹp và bước ra ngoài. Khi thấy cô ấy mang giày đen người quản gia không khỏi băn khoăn và hỏi tại sao hôm nay không mang đôi giày trắng yêu quý của mình gần đây tôi thấy cô gần như muốn mang chúng mỗi ngày cô tần trả lời rằng đôi giày đó không phù hợp với cô nữa và cô sẽ tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không chạm vào chúng nữa hóa ra đôi giày trắng ấy là cô đã mua chung với ngụy thiên trong một chuyến công tác trước đây bây giờ cô nghĩ rằng ngụy thiên đã có bạn gái nên tự nhiên cô đã bỏ chúng như giày rách sau khi lên xe buýt đến nơi tổ chức hoạt động tập thể ngụy thiên thấy cô ấy liền nhường chỗ đã ngồi lâu xa xa ngồi đây lát nữa chúng ta cùng nhau nhé. ồ tốt quá chỗ của anh không có ai đúng không chỗ kia cũng không có ai tôi ngồi với các anh một chút tôi muốn ngồi cùng các anh lâm tây cảm thấy có điều gì đó không ổn trước đó cô em họ của cô đã xin chuyển bộ phận mà không nêu rõ lý do nhưng cô ấy luôn cảm thấy vấn đề là do ngụy thiên vì vậy cô ấy đã hỏi anh ta có phải đã cãi nhau với xa xa không tuy nhiên ngụy thiên cũng rất bối rối không hiểu tại sao xa xa đột nhiên trở nên lạnh nhạt với mình không lâu sau mọi người cuối cùng cũng đến nơi tổ chức hoạt động tập thể tiêu tổng tổng giám đốc và trần chủ biên của công nghệ mới đã đi công tác ngắn hạn cùng nhau hôm nay có thể không đến được tiêu tổng nói nếu có thời gian ông nhất định sẽ đến ai mà không vui khi được đi du lịch công cộng với mỹ nữ nam chính tiêu nhất thành muốn quay lại với người yêu cũ lâm tây đặc biệt chọn công viên giải trí nơi hai người hẹn hò lần đầu làm địa điểm tổ chức hoạt động tập thể của công ty dưới sự sắp xếp của đông hân mọi người được chia thành từng cặp để đi chơi các trò chơi giải trí khác nhau. Nhóm nào đến trước 6 giờ chiều và chơi nhiều trò nhất sẽ nhận được hai chiếc máy tính sách tay. Mọi người đều rất phấn khích. Ngụy Thiên đã sớm để ý đến Sa Sa và nhờ sự giúp đỡ của người khác đã thành công trong việc nhận được sự đồng ý của cô. Trong khi đó, Peter lại để ý đến Lâm Tây, kéo cô đi xem công chúa ở lâu đài, để mẹ của mình, Đông Hân và Trình Diệu đi cùng nhau. Tuy nhiên, mới đi được nửa đường, Peter đã tìm cớ để Lâm Tây đi một mình, nói là phải đi tìm mẹ, và không cho phép đối phương đi cùng. Kết quả là khi cô đến cửa lâu đài, cô đứng lặng nhìn bốn chữ lớn trên biển hiệu và nhớ lại quá khứ của mình và Tiêu Nhất Thành. Hôm đó cũng như hôm nay, cũng là sinh nhật cô. Lúc đó, đối phương đã hỏi cô có ước mơ gì cho sinh nhật, Lâm Tây nói ước mơ lớn nhất của cô là mặc chiếc váy đẹp, xung quanh đầy các nhân vật cổ tích. Đúng lúc đó, có đứa trẻ chạy qua trước mặt cô, Lâm Tây giật mình suýt ngã, may mà một đôi tay vững chắc đã giúp cô đứng vững. Lâm Tây quay lại nhìn thì thấy thật ra là Tiêu Nhất Thành. Sao anh lại ở đây, không phải đi công tác sao? Em mong anh đi công tác hôm nay à, ngày quan trọng thế này, làm sao anh có thể quên. Ban đầu Lâm Tây đi một mình, không định xem công chúa ở lâu đài nữa, nhưng giờ đây khi Tiêu Nhất Thành đã xuất hiện, cô ấy đã nửa muốn nửa không đi cùng anh ấy để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Mặt khác, Trình Diệu thấy Peter và khi biết Tiêu Nhất Thành và Lâm Tây cùng một nhóm, lập tức hiểu ra rằng lần tổ chức hoạt động tập thể này mọi người đều chỉ là công cụ trong lòng không khỏi rất tức giận đông hân muốn giải thích với anh nhưng trong lúc rằng co một sợi dây chuyền trong tay cô bị văng ra làm vỡ mảnh ngọc trên dây chuyền chiếc dây chuyền này là bảo bối của mẹ anh là kẻ xấu xa cái này đắt không tôi có thể dành dụng tiền bồi thường cho anh dù em có bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi thường đây là món quà duy nhất ba tôi tặng mẹ trình diệu không khỏi cảm thấy tội lỗi sâu sắc ngụy thiên biết xa xa bị hỏng máy tính liền đảm bảo rằng anh sẽ giúp cô giành được một chiếc trở về. Sau đó, hai người, một người mỉm cười rạng rỡ, một người mặt buồn bã, đi từng trò chơi giải trí để đóng dấu, cho đến trò chơi cuối cùng là tàu hải tặc. Xa xa sợ hãi đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng với sự khích lệ của Ngụy Thiên, cô vẫn ngồi lên. Ban đầu xa xa run rẩy vì sợ hãi, nhưng Ngụy Thiên phát hiện và kịp thời ôm cô vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ phía sau và lời an ủi nhẹ nhàng của Ngụy Thiên, xa xa cuối cùng cũng tạm thời gạt bỏ nỗi loạn lạc trong lòng. Nhưng cuối cùng, giải thưởng máy tính lại thuộc về trình diệu và đông hân họ là nhóm hoàn thành sớm nhất việc đóng dấu tất cả các trò chơi xa xa tuy hơi thất vọng nhưng cảm thấy hôm nay là một ngày đáng nhớ về sau vẫn phải giữ khoảng cách với ngụy thiên trình diệu đang băn khoăn muốn bồi thường chiếc vòng tay cho đông hân tuy nhiên đông hân lại nói không sao cả peter sau đó nói với anh rằng sau này không được nhắc đến ba trước mặt mẹ nếu không cô ấy sẽ buồn trình diệu thấy rất khó hiểu ly hôn có gì mà nghiêm trọng đến thế nhưng peter không muốn nói tiếp cuối cùng khi mọi người tập trung lại màn dẫn dắt chính do tiêu nhất thành sắp xếp cuối cùng cũng diễn ra dưới sự chỉ dẫn của anh lâm tây nhìn thấy chiếc váy công chúa màu hồng mà cô luôn mơ ước khi cánh cửa từ từ mở ra lâm tây trong chiếc váy trắng lướt qua xuất hiện trước mắt mọi người khoảnh khắc này như làm lộng lẫy cả thời gian đồng nghiệp đứng hai bên mặc trang phục kỳ lạ và khi cô từ từ đi tới mọi người cùng nhau hát bài hát sinh nhật ước mơ nhiều năm cuối cùng cũng được thực hiện vào lúc này lâm tây hiểu rằng đây là tiêu nhất thành đang giúp cô hiện thực hóa giấc mơ Cuối cùng, trong màn pháo hoa do Tiêu Nhất Thành sắp xếp, cô gái đã chơi rất vui vẻ trong công viên vào ban ngày, nhưng không ngờ tới đêm, ngồi trên xe về nhà lại trở nên lạnh lùng, lờ đờ với người đàn ông bên cạnh và sau khi xuống xe còn tự nhủ mình nên tỉnh giấc. Người đàn ông ngạc nhiên biết được cô gái đã xin chuyển công tác, không khỏi lo lắng vô cùng, vội vàng đến hỏi lý do, tại sao em muốn chuyển công tác, ai đã làm tổn thương em? Tôi, tôi sẽ về trước đây, nếu hôm nay em không nói rõ, tôi sẽ đứng đây chờ, người tôi yêu. Anh ấy đã có bạn gái, hóa ra cô ấy thích người đàn ông trước mắt này, nhưng luôn nghĩ rằng đối phương đã có bạn gái. Sau khi xác nhận người mà cô ấy nói đến là mình, Ngụy Thiên đã nói ra sự thật, cho biết mình và Kỳ Hiểu Vân đã chia tay từ lâu. Chỉ là cả hai không muốn bị gia đình thúc giục chuyện hôn nhân nên mới thỏa thuận tiếp tục giả vờ làm tình nhân. Hai người giải tỏa hiểu lầm và ôm nhau như vậy, xác định mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, dường như mọi chuyện đang tốt đẹp với Tiêu Nhất Thành, anh ấy vẫn đang nỗ lực theo đuổi vợ lấy cớ sản phẩm bác sĩ thông minh sắp ra mắt cuối năm, anh mời Lâm Tây đến nhà thử nghiệm độ chính xác của việc tái khám. Không ngờ, sau khi hoàn thành bài test, Tiêu Nhất Thành lại tỏ tình với cô. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Lâm Tây cảm thấy rất hoang mang, đẩy người kia ra và vội vã chạy đi. Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Ngụy Thiên thấy xa xa đang viết thiệp mời, liền chủ động giúp đỡ. Đúng lúc đó Lâm Tây gọi điện và bất ngờ biết được cô gì, tức là mẹ của Sa xa, định giúp ông ngoại mừng thọ 80 tuổi lâm tây lập tức thay đổi sắc mặt bởi vì bố cô đang chuẩn bị việc này giờ đây gì ghẻ cũng muốn làm điều này không phải là trùng lập sao chưa kể đến việc lâm đại dũng bắt tay vào có nên tổ chức hay không ngay cả bản thân ông ta với vẻ ngoài của một kẻ mới giàu liệu có phù hợp để tiếp đón bạn bè cũ của bạn không hai người nên trao đổi với nhau một chút đừng để đến lúc lại trùng lập xuất hiện sai sót lâm tây nghĩ rằng ông ngoại đã nói muốn để bố cô tổ chức tiệc mừng thọ nhưng bây giờ trước câu hỏi của cô cao hạc niên lại không chịu thừa nhận khiến lâm tây hiểu lầm nghĩ rằng ông ngoại vẫn coi thường cha mình trong lòng cô rất tức giận tuy nhiên cuộc đối thoại của họ lúc đó như thế này ông thích kiểu trung quốc hay là kiểu phương tây chúng ta sẽ nói sau nhé ông cứ yên tâm chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho ông cao hạc niên không trả lời nhưng bình thường mà nói điều này đã được coi là sự đồng ý vì vậy sự tức giận của lâm tây là có lý do và vì thế cô đã nói vài lời nặng nề và cãi nhau với ông ngoại sau đó ngồi một mình bên bờ biển tiêu nhất thành biết không liên lạc được với cô ấy cũng không ai biết cô đi đâu, liền vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Dựa vào những gì biết trước đây để tìm thấy cô, tôi biết em ở đây, mỗi khi cãi nhau với tôi, em thích đến biển để gió thổi thoáng. Tiêu Nhất Thành đưa cho cô một chai rượu, nói rằng uống hết rồi tối nay sẽ ngủ một giấc ngon. Lâm Tây thấy điều đó rất hợp lý, kết quả là sau khi uống xong đã xả hết bực bội trong lòng. May mắn là có Tiêu Nhất Thành kiên nhẫn an ủi, cô khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thức dậy thì phát hiện mình đang ở trong khách sạn, nhưng không nhớ được chuyện gì xảy ra hôm qua, sợ hãi vội vàng mặc quần áo chuẩn bị bỏ trốn, định bỏ trốn à? Sao anh lại ở đây? Anh quên rồi à? Mặc quần áo vào đi, tôi định đi rồi, nhưng có người cứ kéo mãi không cho tôi đi, tôi kéo anh thì anh không đi à? Vậy anh ngủ ở đâu? Từ miệng đối phương mà biết được. Hôm qua không có chuyện gì xấu xảy ra, bạn trai cũ chỉ ngủ trên ghế sofa. Lâm Tây vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Tiêu Nhất Thành lại làm cô tò mò, thật sự không muốn biết à? Cô nói gì tối qua đấy? Vậy anh nói xem. Tôi nói gì Tiêu Nhất Thành cho biết tối qua cô đã khóc nói rằng cô hối hận và muốn quay lại với anh. Lâm Tây tự nhiên không tin những lời này, mà không biết rằng đối phương có bằng chứng là bản ghi âm. Tiêu Nhất Thành, tôi hối hận rồi, tôi không nên chia tay với anh, anh tha thứ cho tôi được không? Tây Tây, hóa ra em vẫn luôn yêu anh, sao không nói với anh chứ cái này chắc chắn là được ghép nối. Lâm Tây nhận ra mánh khóe của anh ta, yêu cầu xóa bỏ đoạn âm thanh đó. Trong khi đi vào nhà vệ sinh để giảm triệu chứng nức cụt và suy nghĩ nhiều, khi bước ra, Cô đã bày tỏ sự biết ơn đối với anh, vì anh đã ở bên cạnh cô trong lúc cô yếu đuối nhất, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh cô. Nhưng cô không ngờ rằng Tiêu Nhất Thành đã rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy thông báo rằng có việc ở công ty. Về đêm, hai người lại đi bên nhau, không ngờ Trần Tiêu đột ngột đuổi theo, yêu cầu Tiêu Nhất Thành cho mượn một bước nói chuyện. Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thành không muốn Lâm Tây hiểu lầm, vì vậy đã để cô ấy nói ngay tại đó. Kết quả là đối phương lại tỏ tình với Tiêu Nhất Thành ngay trước mặt Lâm Tây tuyên bố rằng mình có thể dùng tất cả nguồn lực truyền thông để giúp anh. Trong khi Lâm Tây thì không làm được gì, ngược lại còn gọi anh trai, em trai, nhận một đống, tiếng tăm trong ngành kém cỏi tới mức tột cùng. Anh thực sự tin rằng cô ấy chỉ có tình bạn thuần khiết với những người đàn ông đó sao? Điều anh thích chỉ là sự ám ảnh suốt 8 năm qua mà thôi. Đối với tôi, tình cảm này cũng chỉ là một sự ám ảnh. Tiêu Nhất Thành, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô ấy lại mang lại hiệu quả tích cực lâm tây hỏi tiêu nhất thành liệu mình có tồi tệ như cô ấy nói không tiêu nhất thành cười nói còn tồi tệ hơn thế sau đó lâm tây tiết lộ sự thật về lý do chia tay ngày xưa tiêu nhất thành liền tranh thủ cơ hội hôn cô lần này cô không tránh né cũng không phản kháng thậm chí sau khi hiệp đầu tiên kết thúc cô chủ động bắt đầu hiệp hai tuyên bố hai người chính thức quay lại với nhau ngày hôm sau họ bắt đầu đi mua sắm và xem phim trong bữa ăn lâm tây bất ngờ thấy một con lạc đà lông cô rất ngạc nhiên và đã chụp vài bức ảnh với nó không ngờ tiêu nhất thành lại bị nó phun đầy người mùi của nước bọt suýt khiến anh ngất xỉu sau đó họ cùng nhau đi lại quanh khuôn viên trường đại học tiêu nhất thành đột nhiên muốn biết liệu lần đầu họ hôn nhau có phải là ở đây không phải chăng là trên sân vận động vậy một tình tiết quan trọng như thế này làm sao có thể thiếu được không được phải bổ sung vì vậy họ đã hôn nhau giữa ban ngày không ai xung quanh trở về công ty tiêu nhất thành vẫn quấn quýt bên lâm tây ánh mắt đầy tình yêu Trinh diệu tình cờ nhìn thấy và không khỏi bị sốc nặng Đông Hân mời anh đến quán ba uống vài ly, cô có nghĩ rằng uống rượu có thể giải sầu không có, cũng không, loại rượu này. Tôi đã từng liên tục uống trong ba tháng, người đàn ông thuận tay cầm lấy một cái cốc, không ngờ mới uống một ngụm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ta, đó là cái cốc của chị Tây chúng tôi. Thấy bạn gái nhìn mình chằm chằm, người đàn ông lập tức nảy ra ý tưởng, nói không trách nước này có vẻ hơi ngọt, còn lâm tây, không muốn lộ chuyện tình cảm, thì cố che đậy nói rằng ông tiêu thích cái cốc này, lát nữa sẽ khử trùng rồi đem đến cho ông. Mọi người lập tức tỏ ra vui mừng hả hê, không ngờ cuộc họp kết thúc sau đó, Lâm Tây không những không đem cốc đến cho anh, mà còn tra hỏi anh có phải cố ý không. Tiêu Nhất Thành cười đều, tôi chỉ muốn biết hôm nay son môi của cô có mùi gì. Lâm Tây nhìn quanh, thấy đối phương kịp thời đóng cửa sổ, liền trao cho anh một chút ngọt ngào để anh nếm thử, ai ngờ Tiêu Nhất Thành lại thèm thuồng, tại chỗ yêu cầu thêm món. Tuy nhiên con người không bằng trời tính, sự xuất hiện bất ngờ của nhân viên đã cắt ngang tiến trình của anh, vất vả lắm mới đuổi được đối phương đi đang định tiếp tục việc chưa làm xong, không ngờ nhân viên lại bất ngờ quay lại, khiến anh ta tức giận đến muốn khóc. "Mau mau, tôi nói này, trời dập xuống, anh nhắn tin cho tôi. Tôi và giám đốc Lâm có chuyện quan trọng để nói, biết không, anh là bên A, tôi là bên B, đối với tôi mà nói, tập trung vào công việc, tình yêu là phụ, tôi có thể không chấp nhận được không?" "Không được, được rồi, đây đâu phải là câu hỏi lựa chọn, đơn giản là câu hỏi mệnh lệnh." Tiêu Nhất Thành cảm thấy rất oan ức, chỉ có thể đồng ý sau khi hợp tác kết thúc mới công khai chuyện tình cảm. Mặt khác, Trình Diệu luôn cảm thấy áy náy về việc vô ý làm hỏng vòng tay của Đông Hân, nhất là khi biết được ở quán ba rằng đối phương từng rất yêu chồng cũ. Sau đó từ miệng Peter biết được Đông Hân thường xuyên cầm vòng tay và lén lút buồn bã vào nửa đêm, anh liền dự định mua một miếng mới làm bồi thường. Không ngờ lên mạng xem giá cả đã bị giá cao làm choáng váng, vì vậy anh quay sang chợ đá quý, đi một vòng và bị một gian hàng với những tác phẩm điêu khắc tinh xảo thu hút. Chủ gian hàng, sau khi nghe yêu cầu của anh, đã lấy ra một món đồ sưu tập quý giá của mình. Trình Diệu thấy cũng rất ưng ý, lập tức hỏi giá. Không ngờ chủ hàng lại nói rằng bàn về tiền cho món đồ tốt như thế này thật là sáo rỗng, hôm nay chỉ bàn về duyên, 88.000 duyên. Nụ cười trên mặt Trình Diệu không giữ được nữa, quay đầu tìm Lâm Tây hỏi có công việc nào trả tiền cao và nhanh không. Lâm Tây đã đưa cho anh hai dự án phiên dịch đồng thời. Sau vài ngày đêm làm việc miệt mài, khi nhận được tiền thù lao, số dư đã đủ để trả chi phí cho miếng đá quý đó. Vì vậy anh vội vã quay lại chợ đá quý, nhưng phát hiện ra chủ gian hàng không còn ở vị trí cũ. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy được người đó. Không ngờ khi anh ấy tìm người thợ điêu khắc để gia công, lại vô tình biết được rằng, như loại nguyên liệu này, chỉ mua bừa trên thị trường với giá 2300 đồng. Anh ta lập tức sốc, nhưng vì phát hiện kịp thời, khi quay lại thị trường, người bán hàng kia còn chưa kịp chuyển đi. Tôi đoán một quẻ cho anh nhé, tôi cảm thấy hôm nay anh có duyên với cảnh sát, tôi sẽ sắp xếp một công việc khổ sai cho cô ấy không ngờ đối phương lại than trời đầy bực bội quỷ nữ lại giao nhiệm vụ cho tôi tôi chỉ là trợ lý của cô ấy bây giờ tôi còn phải làm việc ở bộ phận kinh doanh nữa đồng nghiệp nghĩ cô ấy đã làm gì sai phạm lỗi với lâm tây nên bị trả thù nhưng thực tế lâm tây không phải là người nhỏ mọn khi cô mới vào công ty dịch thuật hoa thanh cũng giống như trần phiên dịch bây giờ phải đáp ứng yêu cầu cao của sếp lúc đó cô cũng nghĩ sếp cố tình làm khó dễ mình cho đến khi tiếp quản bộ phận khách hàng lớn mới hiểu ý tốt khó nghe của sếp Ngọc không mài rũa không thành đồ, tôi cũng đã trải qua như vậy. Vậy thì tìm cơ hội, trao đổi trực tiếp với người ta đi, có gì đâu phải nói. Tuy nhiên, cô ấy cho rằng mình có lòng tốt, không biết rằng không phải ai cũng giống cô, là một mảnh đất tốt để tưới tẩm, điều khác. Dưới yêu cầu cao của cô, áp lực tăng vọt khiến Trần Phiên Dịch luôn mắc lỗi, gây ra không ít rắc rối cho Lâm Tây, bản dịch cho quỹ đầu tư tư nhân, cô đã xem qua chưa? Tôi đã kiểm tra lại hai lần, không có lỗi gì. Vậy tại sao phiên bản của quỹ Alpha chỉ có tiếng Anh thôi? Trần phiên dịch, mau tới đây. Xin lỗi, xin chờ một chút. Chị Tây, khách hàng gọi tôi, tôi sẽ gọi lại cho chị sau, tạm biệt. Trần phiên dịch, chỉ có phiên bản tiếng Anh, không có vấn đề gì đúng không? Lauren là công dân của cả Mỹ lẫn Pháp, vậy nếu trong trường hợp như thế này, chúng ta có thể chuẩn bị thêm một phiên bản tiếng Pháp. Điều này sẽ cộng điểm cho việc huy động vốn, điểm ấn tượng. Vậy tại sao cô không nói với Trần phiên dịch? Công việc, Cô phải học cách suy nghĩ sâu xa hơn. Không phải là xếp giao cho cô 100% công việc, cô phải làm được 120% mới đạt được sao. Tôi cả ngày hôm nay đều bận rộn điều phối giúp cô dọn dẹp những hỗn độn cô để lại. Thời gian thử việc của cô sắp kết thúc, cô biết điều này có nghĩa là gì chứ? Cô không nói cần phiên bản tiếng Pháp. Tôi luôn nói với cô, khi nhận nhiệm vụ phải suy nghĩ kỹ càng, lặp đi lặp lại nhắc cô về logic công việc. Logic công việc, cô đến giờ vẫn chưa thay đổi. Hãy suy nghĩ kỹ trần phiên dịch đã khổ sở đến mức suýt khóc cô ấy chạy một ngày trên công trường khiến gót chân bị chảy điện thoại cũng bị vỡ màn hình cuộc gọi này khiến cô ấy nghĩ rằng lâm tây sắp sa thải mình cô càng nghĩ càng thấy khó chịu nhưng thực tế lâm tây đang nghĩ đến việc cô ấy sắp chuyển thành nhân viên chính thức hy vọng cô có thể làm được điều gì đó để giúp cô ấy đấu tranh với bộ phận nhân sự về chức danh sau một ngày làm việc bận rộn tiêu nhất thành đề nghị đi hẹn hò không ngờ vừa ra khỏi văn phòng đã gặp đông hân trình diệu đã đưa cho cậu cái đó chưa cái gì vậy? Tôi cũng không biết là cái gì cụ thể, chỉ biết anh ấy đã hỏi tôi lấy số điện thoại của một người bạn là thợ điêu khắc của tôi. Đông Hân tỏ ra rất bối rối. Trong khi đó, Tiêu Nhất Thành dẫn Lâm Tây đến phòng bắn cung để giải tỏa áp lực. "Anh, người có kỹ năng bắn cung xuất sắc, từng bước kia nhẫn hướng dẫn đối phương khoe mình giỏi đến thế nào." Không ngờ ngay giây tiếp theo lại bị dội gáo nước lạnh, hóa ra Lâm Tây đã là khách quen ở đây từ lâu. "Tiêu tổng, tôi biết bạn gái anh rất xinh đẹp, nhưng phải cẩn thận mũi tên nhé." Anh biết bắn cung à? Tôi còn dạy anh đây. Chơi một ván đi, sợ anh à? Anh chắc chắn anh đến đây là để giúp tôi giải tỏa áp lực chứ? Bây giờ tôi áp lực lắm đây. Không sao, từ từ rồi sẽ ổn. Cặp đôi này thật hài hước, hẹn hò mà cứ như đang làm khổ lẫn nhau. Tiếp theo, cô gái dẫn bạn trai đến quán trà để thưởng thức tinh hoa quốc gia, không ngờ trong lúc chờ nghệ nhân pha trà, người đàn ông lại buồn ngủ. Cuối cùng khi hai tách trà được pha xong, người đàn ông lại như bỏ nhai rơm, đây chính là đại hồng bào, vua của trà, vừa có hương thơm của trà xanh, lại có vị đậm đà của trà đen. Thưởng thức trà mà như uống nước lã. Sau đó, người đàn ông đề nghị đi ăn thịt nướng, cô gái rất phản đối thực phẩm không sạch sẽ này. Nhưng để không làm bạn trai thất vọng, cô miễn cưỡng đồng ý. Kết quả là đêm đó cô phải chạy vài lần đến nhà vệ sinh. Trong mắt cô, dù là bạn bè hay là đối tác, mọi người đều nên tôn trọng sự khác biệt của nhau. Tuy nhiên, cái giá phải trả là vài ngày tới cô phải dựa vào thuốc dạ dày để sống sót. Ngụy Thiên thấy vậy mới biết rằng bạn gái không thể ăn đồ nướng, vì vậy khi đưa cô về nhà, anh đã thẳng thắn xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi này, bình thường không mấy lãng mạn, nhưng vì cậu, tôi sẽ học đấy. Trình Diệu trở về căn hộ khách sạn, thấy Đông Hân đang đợi mình dưới sảnh. Cô ấy ngay lập tức nói rằng anh đã tiêu tốn quá nhiều. Hóa ra cô đã hỏi bạn thợ điêu khắc của Lâm Tây, biết chuyện anh bị lừa 88.000 duyên. Trình Diệu nói với cô rằng kẻ lừa đảo đã bị bắt và cũng bày tỏ sự ái náy của mình. Sau đó anh phát hiện mình không chỉ bị chủ gian hàng đá quý lừa, ngay cả những gì Peter nói cũng là giả. Vòng ngọc trên vòng tay của Đông Hân không phải do chồng cũ tặng, mà là từ sư phụ của cô. Lúc Đông Hân mới tốt nghiệp đã tham gia đội ngũ của sư phụ và làm việc được 2 năm, sư phụ vừa định thăng chức cho cô thì cô bất ngờ lấy chồng, sinh con, từ bỏ công việc để làm bà nội trợ. Chỉ sau 18 tháng, chồng cô đã rút lui mà không hề báo trước. Cô ấy dẫn theo cậu bé Peter đang đói khát đi tìm sự giúp đỡ khắp nơi không còn cách nào khác đành phải lại đi tìm sư phụ. Tuy nhiên, sau khi gặp Tiêu Nhất Thành, cô lại đề nghị từ chức và vòng ngọc đó được tặng trong hoàn cảnh đó. Vòng ngọc này vừa là minh chứng, vừa là sự khích lệ. Sư phụ đã khuyên tôi làm nó thành tấm bùa hộ mệnh, trong tiếng Trung có nghĩa là bình an vô sự. Ông ấy mong rằng tương lai của tôi, mọi việc sẽ suôn sẻ, bình an vô sự. Chính vì vậy Đông Hân đặc biệt coi trọng vòng ngọc này, nhưng cuộc sống làm sao có thể lúc nào cũng suôn sẻ, bình an. Giờ đây đã có một vết nứt cô ấy lại cảm thấy yên tâm nên không trách Trình Diệu. Thật là, phía Lâm Tây lại không suôn sẻ, gặp phải rắc rối lớn. Công ty Oren của Mỹ tại hội nghị nông sản đã đặt mua 6.000 tấn cà rốt đỏ nhưng do lỗi của công ty dịch thuật Hoa Thanh, họ lại nhận được củ cải trắng. Hiện tất cả đều bị dồn ứ tại cảng, đối tác yêu cầu Hoa Thanh phải giải thích. Lâm Tây đã kiểm tra tất cả các email trao đổi nhưng không phát hiện sai sót nào, nhưng cô không biết rằng trước và sau hội nghị nông sản đã có 3 bảng đối chiếu sản phẩm nông nghiệp song ngữ Trung Anh được gửi đến. Trong đó có một bản đã bị Trần Phiên Dịch lén xóa đi. Trần Phiên Dịch, bảng đối chiếu sản phẩm nông nghiệp song ngữ có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chúng ta đã nhận được hai bản đối chiếu, lần lượt vào ngày 9 và 14, tất cả đều ở đây. Tất cả bằng chứng cho thấy chúng tôi không có bất kỳ sai sót nào, chỉ có hai bản này. Không có cập nhật thêm nữa, đúng, chỉ có hai bản này thôi, xác nhận rồi. Người phụ nữ rời khỏi văn phòng nhưng không khóa máy tính, nhân viên dưới quyền lợi dụng cơ hội để trả thù. Đã xóa một email quan trọng vừa mới nhận được, dẫn đến sai sót trong công việc, gây ra tổn thất lớn. Không chỉ bị khách hàng truy cứu trách nhiệm, mà còn bị các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về sự việc này. Đặc biệt là tổng biên tập của công nghệ mới thịnh vượng, Trần Tiêu, bài viết của cô ta hoàn toàn không phù hợp với thực tế, hoàn toàn là nhân cơ hội để trả thù. Bạn trai Tiêu Nhất Thành rất tức giận, để lại một câu chờ xem thư luật sư đi. Sau đó, hai người đến quầy hàng ven đường, mua hai cây kẹo hồ lô, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Tuy nhiên, câu đầu tiên Tiêu Nhất Thành an ủi bạn gái lại là khuyên cô nghỉ việc, anh nuôi em. Cả hai cùng nhau đùa giỡn, tâm trạng dường như không hề bị công việc ảnh hưởng. Nhưng thực tế Tiêu Nhất Thành luôn âm thầm giúp đỡ bạn gái. Ngày hôm đó, Lâm Tây vừa về đến nhà đã nghe thấy bạn trai gọi điện cho người phụ trách nhà máy thực phẩm, sẵn sàng trả một số giá để họ mua lại 6.000 tấn củ cải bị kẹt ở cảng nước ngoài. Lâm Tây rất cảm động, em muốn ôm anh quá. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau đến công ty, Lâm Tây mới biết hội nghị nông sản đã hủy bỏ mọi hợp tác với Hoa Thanh Dịch Thuật. Trương Tổng rất tức giận, cho rằng mọi trách nhiệm đều do Lâm Tây gây ra. Họ còn phát hiện ra trong hộp thư của cô ấy có dấu vết của việc đã xóa email, tôi không xóa gì cả, máy tính của mọi người đều có mật khẩu, ngoài cô ra còn ai có thể mở được. Mọi người ở phòng khách hàng lớn đều biết, ngày đầu tiên tôi vào làm ở Hoa Thanh, tôi đã yêu cầu điều chỉnh camera giám sát ngày đó. Mặt khác, sau khi nhận được thư của luật sư, Trần Tiêu đã đến hỏi tội Tiêu Nhất Thành, Cáo buộc anh không quan tâm đến tình bạn, dù là 8 năm trước hay 8 năm sau, trong mắt anh chỉ có Lâm Tây. Tiêu Nhất Thành thẳng thắn chỉ trích đối phương bịa đặt, chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất giữa cô ấy và Lâm Tây là khi Lâm Tây đau khổ, cô chỉ nghĩ cách làm sao để bản thân không còn đau khổ nữa, còn cô ấy thì khi đau khổ chỉ muốn phá hủy người khiến cô ấy đau khổ. Trần Tiêu không thể nói gì thêm và hoàn toàn tuyệt vọng. Và khi camera giám sát trong văn phòng của Lâm Tây được truy xuất, thủ phạm đã xóa email cũng chính thức lộ diện. Lâm Tây rất bối rối vì thế đã đến hỏi trần phiên dịch lý do không ngờ lại bị mắng mỏ tôi không cần phải nổi bật tôi chỉ mong có một chiếc giường thoải mái để tôi có thể ngủ một đêm yên bình nhưng không được cô chỉ biết hối thúc tôi làm việc đừng giả vờ quan tâm tôi nữa không chỉ có tôi ghét cô đâu bộ phận hành chính cả công ty bao nhiêu người ghét cô cô biết không chỉ vì lo lắng bạn gái bị người khác lừa đi người đàn ông đã canh giữ ngay cửa nhà ngay khi thấy bạn gái mang theo valisa anh chàng vội vàng tiến lên và bám lấy cô ấy kỳ nghỉ lễ vàng Em có kế hoạch gì không? Anh đi cùng em nhé, anh chắc chắn muốn em đi cùng anh chứ? Không ngờ câu hỏi mang ý nghĩa sâu xa này lại khiến anh chàng không hề có sự cảnh giác. Mới đây, vì lý do công việc, bạn gái anh bị nhân viên giới quyền làm phiền khiến tâm trạng tồi tệ, vì thế anh chàng dự định tận dụng kỳ nghỉ 11 để đưa cô đi du lịch nghỉ ngơi. Không ngờ cô lại dứt khoát từ chối, nói rằng đã hẹn người khác. Tuy nhiên, Lâm Tây không trả lời, chỉ hôn lên môi bạn trai một cái và nói nhẹ nhàng rằng tuần sau gặp lại. Thái độ này làm sao Tiêu Nhất Thành có thể không sốt ruột, nhưng ai ngờ rằng người cô ấy hẹn hóa ra là bố mẹ cô. Chỉ đến khi sắp tới nơi, Lâm Tây mới nói ra sự thật, khiến anh ta hoàn toàn bối rối. Không ngờ ngày gặp gỡ bố mẹ bạn gái lại đến nhanh đến thế và quan trọng hơn là anh ta chẳng chuẩn bị gì cả. Để không mất lịch sự, Tiêu Nhất Thành đành phải tìm một cửa hàng tạp hóa địa phương, dự định mua một món quà biếu. Chủ quán khuyên anh mua sản phẩm đặc trưng từ khu vườn sinh thái địa phương, chỉ cần đem cái này cho bố vợ tương lai, chắc chắn sẽ có thiện cảm. Hôn sự đảm bảo thành công. Tiêu Nhất Thành vui mừng khôn xiết, nhưng không biết rằng, phía sau còn có một loạt bất ngờ đang chờ đợi anh. Đầu tiên là bị địa điểm gặp gỡ làm cho giật mình, Tây Tây, thực ra không cần phải như vậy đâu, không cần phải sắp xếp gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng với bố mẹ của em. Lâm Tây đáp tôi không sắp xếp gì cả, vậy đây chính là nhà tôi. Ngay sau đó, tương lai bố vợ đã tìm cách chế bai món quà mà anh mang đến, siêu thị to lớn như vậy, lại chọn đúng sản phẩm của nhà chúng ta, đây cũng là duyên phận mà. Tiêu Nhất Thành lại sững sờ, mua sản phẩm của tương lai bố mẹ vợ, làm qua gặp mặt cho tương lai bố mẹ vợ, tự sản xuất tự tiêu thụ à? Hơn nữa, vùng sản xuất của gia đình Lâm Tây cũng khiến anh ấy kinh ngạc một thời gian dài. Nơi anh có thể thấy bây giờ, tất cả đều là của bố tôi, tôi trước đây còn đi tìm vốn đầu tư làm gì, tôi trực tiếp tìm em là được. Tuy nhiên, con gái nhà giàu không phải dễ lấy, bố Lâm Tây có rất nhiều ý kiến với Tiêu Nhất Thành sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ Lâm Tây. Thử thách đối với tương lai con rể cũng chính thức bắt đầu, trước tiên là hàng xóm láng giềng mang đến bữa tiệc bách gia yến tuyên bố càng ăn nhiều chứng tỏ càng coi trọng phía nữ vì thế tiêu nhất thành chỉ có thể cắn răng thể hiện sự coi trọng dù là thịt ba chỉ ngậy hay bánh ngọt trắng xóa anh đều không từ chối ăn đến nỗi bụng muốn nổ sau đó bố lâm tây yêu cầu anh tự tay làm một chiếc sofa sử dụng tre ở rừng tre phía sau nhà làm nguyên liệu sofa này làm thế nào đây anh có thể làm được không tôi thực sự không biết nhưng tôi nghĩ nghiên cứu một chút có lẽ cũng có thể làm được trước đó Bố Lâm Tây yêu cầu Tiêu Nhất Thành sử dụng tre ở đồi sau làm một chiếc sofa, muốn dùng cách này để thử thách xem anh có phải là người đáng để giao phó không. Kết quả là Tiêu Nhất Thành mất vài ngày để làm ra chiếc ghế, ngay lập tức bị bố Lâm Tây nghi ngờ, chắc không phải chỉ được cái mã đâu nhỉ. Trình Diệu cùng Đông Hân đưa tài liệu đến, ngay tại chỗ đã kiểm tra độ vững chắc của chiếc ghế, dưới điều kiện nhảy nhót cực đoan, chiếc ghế tre đã vượt qua thử thách. Tiêu Nhất Thành cũng đã bày tỏ những suy nghĩ của mình trong những ngày qua, tổng kết lại thành một câu bách thuật bất như nhất chân có nghĩa là kỹ năng giỏi cũng không bằng một trái tim chân thành. Và chiếc ghế chắc chắn đại diện cho tình yêu chân thành của anh dành cho Lâm Tây có thể chịu đựng được sự thử thách của gió mưa. Từ đó, bố Lâm Tây đã công nhận danh tính của anh. Lâm Tây thắng thế trong tình yêu nhưng không ngờ lại thất bại trong sự nghiệp, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lại bị giáng chức. Từ giám đốc bộ phận khách hàng lớn được điều chuyển làm trưởng nhóm 3 của bộ phận phiên dịch và bị trừ hết tất cả các khoản thưởng. Mặc dù có khá nhiều nhân viên bày tỏ ý định muốn theo cô, nhưng cô không đồng ý, ngược lại còn nhắc nhở họ phải cố gắng làm việc tốt dưới trướng của giám đốc mới. Tuy nhiên giám đốc mới lục khắc lễ lại là một người cao ngạo nhưng kém cỏi, luôn tìm cách kiếm chuyện với những cấp dưới của lâm tây. Chẳng lẽ ngoài lâm tây trong mắt anh không có vị xếp nào khác sao? Đúng vậy, tôi chỉ có một xếp là lâm tây thôi. Chỉ cần anh còn ở hoa thanh một ngày, bạn phải tuân theo sắp xếp. Thật trùng hợp, tôi, cậu nhóc này, vừa định không làm nữa đây. Trình Diệu vốn là người không chịu nhục nhã, ngay tại chỗ đã viết đơn từ chức lý do từ chức là vì lãnh đạo quá ngu khiến lục khắc lễ tức giận đến mặt đen lại nhưng đông hân không muốn anh hành động bốc đồng cố gắng giúp họ hòa giải mâu thuẫn về phần lâm tây khi bị chuyển xuống làm ở bộ phận phiên dịch nhóm ba cô cảm thấy đau đầu với ba cấp dưới mới của mình mặc dù họ đều có năng lực không nhỏ nhưng cách hành xử của họ thì mỗi người một kiểu lăng phong là một người mê mèo suốt ngày muốn mang mèo và chó đến công ty lão hứa thì luôn thắp những loại hương kỳ lạ trên bàn làm việc còn trần mỹ hoa đang mang thai lại rất phản đối hành vi của họ một ngày trôi qua lâm tây cảm thấy đầu óc căng thẳng nghĩ rằng ngày đầu tiên đi làm là để giải quyết công việc không ngờ lại giống như đi làm bà con góp ý tại ủy ban nhân dân có vẻ bản đồ mới này của anh khá khó khăn đấy trong tiểu thuyết võ hiệp thường thì nhân vật chính sẽ nhận được phiên bản tồi tệ nhất sau đó từng bước đánh quái và lên cấp cuối cùng trở thành bá chủ võ lâm nếu cô có thể đào tạo họ thành binh sĩ tinh nhuệ mới thực sự làm nổi bật ánh hào quang nhân vật chính của cô tiêu nhất thành vừa an ủi lâm tây vừa giả vờ làm điều tốt cho cô thúc giục cô chuyển đến sống cùng mình dù sao giờ đây lương cô ấy thấp hiệu suất cũng không còn trước đây tiêu tiền hoang phí nên không có dự trữ vì thế tiền thuê nhà trở thành gánh nặng lớn và vì tiêu nhất thành đã được sự chấp thuận của bố mẹ lâm tây việc sống chung bây giờ cũng được coi là chuyện đương nhiên tuy nhiên lâm tây không đồng ý với đề nghị của anh ý định tốt của anh suýt nữa tôi đã bị sắc đẹp của anh mê hoặc sau khi bị giáng chức lâm tây lại gặp rắc rối trong công việc cô dịch tạp chí du lịch cho ông bố bị trả lại lâm tây kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng không thấy có sai sót nào cô chạy đến thư viện để tham khảo các bản dịch trước đó khi tìm thấy tạp chí nhưng lại không với tới đằng sau có người xuất hiện quay đầu lại thì ra là tiêu nhất thành anh đến tìm lâm tây đặc biệt bố mẹ tôi sẽ đến hạ môn sau này có thể mời cô đi ăn cùng không bác bá thích gì tôi có thể chuẩn bị trước không cần mua gì cả chỉ cần cô đến họ sẽ rất vui được tôi còn phải ở đây tìm tài liệu anh về bận đi. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là ở cùng em. Tiêu Nhất Thành cứ như vậy mà nhìn bạn gái, nhìn mãi nhìn mãi đến nỗi suýt chút nữa là ngủ gật. Lâm Tây mới phát hiện ra các số tạp chí đã phát hành đều có một điểm chung, dù là bìa hay hình minh họa trong trang đều mang phong cách đối xứng. Cô không khỏi nghi ngờ rằng ông bốp có một chứng ám ảnh cưỡng chế nặng nề, vì thế cô quyết định quay về và chỉnh sửa bản dịch của mình thành dạng bảng đối xứng. Không ngờ cuối cùng lại thực sự được chấp nhận. Mặt khác, xa xa nhận được cuộc gọi từ mẹ, hẹn cô đến nhà hàng phương tây gần công ty ăn tối kết quả khi đến nơi cô phát hiện đây là một cuộc hẹn để mai mối bạn cô đã cho hai vé xem opera đúng tối nay đấy các con có thể đi xem xa xa cô có thời gian không con nhà chúng ta xa xa chắc chắn có thời gian thực sự xin lỗi tối nay tôi đã có hẹn với bạn trai tôi rồi trần cực có gì không tốt chứ trẻ tuổi đã là giáo sư y khoa cô có điều gì không hài lòng sao sao phải nói dối nói mình có bạn trai làm mọi người ngượng ngùng quá Mẹ ơi, con không nói dối, vậy con nói cho mẹ biết, bạn trai con họ tên gì, làm việc ở đâu, thu nhập bao nhiêu, cha mẹ có chức vị gì, con tự suy nghĩ lại đi. Xa xa cảm thấy rất buồn, đúng lúc ông ngoại sắp mừng thọ 80 tuổi, Cao Hạc Niên phát hiện ra con gái thứ hai không mời anh chị của xa xa và gia đình họ. Không khỏi rất tức giận, tự mình viết một lá thư mời, yêu cầu xa xa đưa cho Lâm Tây. Lâm Tây cũng rất bối rối trong lòng, một mặt vì đạo hiếu không muốn ông ngoại thất vọng, mặt khác lại không muốn làm mẹ khó xử. Dù sao 30 năm trước, ông ngoại đã từng nói cắt đứt quan hệ cha con với mẹ cô và hai cha con cũng đã 30 năm không gặp nhau. Đến khi đi xem phim với bạn trai, Lâm Tây vẫn đang băn khoăn về chuyện này. Sao vậy? Suốt ngày hôm nay cô cứ như không tập trung, không muốn đi à? Chẳng lẽ 30 năm oán thủ, chỉ thế này là xóa bỏ được sao? Vậy mẹ cô thì sao? Nếu bà ấy muốn đi thì sao? Mẹ, mẹ có muốn đi không? Ông ấy đã hơn 80 tuổi rồi, nếu một ngày nào đó, tôi sợ mẹ sẽ hối tiếc, chúng ta cả nhà, Hãy đi tham dự tiệc thọ của ông ngoại một cách trang trọng. Người đàn ông được mẹ gọi đến để mai mối, không ngờ đối tượng lại là em họ của bạn gái, còn bị bạn gái và tương lai bố vợ bắt gặp, tình huống một thời gian rất là ngượng ngùng, các con này đang hẹn hò à, phải không? Không, không phải, chú ơi, chú hiểu lầm rồi, nhìn thấy là thật, tôi hiểu lầm cái gì cơ chứ? Tiêu Nhất Thành vội vàng giải thích, kéo Lâm Tây đến bên cạnh, giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của anh. Nhưng Cao Linh lại vì thế mà trách móc Lâm Tây trước đây tại tiệc thọ của cao hạc niên cao linh nói hôm nay có khách quý nên sắp xếp gia đình lâm tây ngồi bàn khác lâm tây và bố không để bụng dù sao cũng chỉ là một bữa ăn không ngồi bàn chính cũng tiện để về sớm nhưng ai ngờ khách quý lại chính là bố mẹ của tiêu nhất thành ngẫu nhiên bố tiêu và cao hạc niên đã từng có một lần hợp tác vài năm trước do đó có một không khí hòa hợp đến nỗi cao linh còn hỏi về con trai của mẹ tiêu sau cuộc trò chuyện phát hiện ra xa xa và tiêu nhất thành quen biết nhau cả hai người lập tức cảm thấy như có duyên phận và hô to có duyên sau đó mẹ của tiêu nhất thành bảo con trai mang thuốc đến đồng thời bày tỏ ý muốn giới thiệu bạn gái cho anh tiêu nhất thành vừa mới nói không cần thì biết rằng đối tượng là cháu gái của cao hạc niên liền vội vàng cho rằng người mẹ nhắc đến là lâm tây vậy anh nghĩ cô ấy thế nào tất nhiên là tốt được rồi tôi chỉ ngồi một lát thôi biết rồi cậu gặp gặp xem xa xa này tiêu tổng xa xa lúc này tiêu nhất thành mới nhận ra mình đã hiểu lầm trong khi đó lâm tây ngồi ở bàn bên cạnh Nghe thấy cuộc nói chuyện mà cười không ngừng, còn bảo bố giữ bình tĩnh và gấp cho anh vài món ăn để giảm bớt căng thẳng. Tiêu Nhất Thành nhìn quanh cuối cùng cũng phát hiện ra họ, vội vã đến giải thích, "Chú ơi, tôi thật sự không biết, Lâm Tây, tôi, tôi thật sự không biết gì cả." Nhưng không kịp giải thích rõ ràng, mẹ lại vẫy tay gọi anh trở lại. Rõ ràng Lâm Tây không trách bạn trai, nhưng Lâm Đại Dũng lại rất không hài lòng, vì vậy Tiêu Nhất Thành đành phải công khai mối quan hệ của mình trước mọi người, không ngờ lại khiến Cao Linh cảm thấy mất mặt. Lâm Tây các cô đã hẹn hò rồi, cô lại ngồi đó nhìn chúng tôi mai mối bạn trai của cô với xa xa. Rồi lại công khai phơi bày trước mọi người, thật là kích thích đấy nhỉ, cô có gì thì nói với tôi, tại sao lại làm tổn thương xa xa. Cô ấy rốt cuộc cũng là em gái của cháu, Lâm Tây, người vốn đã không hài lòng với cô gì, đã lập tức cãi nhau với cô ấy ngay tại chỗ. Cao Hạc Niên tức giận đến nỗi huyết áp tăng vọt, một bữa tiệc mừng thọ vui vẻ cuối cùng lại kết thúc bằng việc nhân vật chính phải nhập viện. Dù mẹ của Lâm Tây không tham dự bữa tiệc, nhưng bà đã ở bên ngoài hiện trường suốt quá trình, do đó cũng đợi cùng mọi người ngoài phòng bệnh. Không lâu sau, bác sĩ ra thông báo bệnh nhân không có gì nguy hiểm, nhưng huyết áp đã lên tới 202, nhắc nhở họ không nên kích động bệnh nhân, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mẹ của Lâm Tây không dám cưỡng cầu vào phòng bệnh thăm cha. Không ngờ xa xa và mẹ cô vào không lâu sau lại ra nói ông ngoại muốn gặp cô gì, vậy là cha con đã không gặp mặt trong 30 năm cuối cùng cũng gặp lại nhau vào khoảnh khắc này. Bố ạ, à, trước đó khi Lâm Tây tình cờ bắt gặp bạn trai mình và cô em họ hẹn hò, biết rằng đó chỉ là một hiểu lầm, cô cố ý làm mặt nghiêm để Tiêu Nhất Thành lo lắng. Sau một vài lần giải thích, mới nhận ra Tiêu Nhất Thành bị lừa và cảm thấy rất bất lực, anh học xấu rồi đấy, biết không, không được, bây giờ tôi không vui, tôi phải phạt anh đấy. Bây giờ các bạn trẻ này, sao lại không đứng đắn thế, đi đi, chúng ta về nhà thôi, cảm ơn anh nhiều nhé, Tiêu Nhất Thành, người vừa mới bị gián đoạn sự nghiệp lớn, cùng Lâm Tây ăn đêm. Trong khi đó, Đông Hân dự định chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn, dù Trình Diệu sống chung không muốn rời đi, nhưng không chịu thừa nhận. Khi thời hạn thuê nhà sắp đến, quản lý đến nhắc Trình Diệu chuyển đi. Peter nhận ra sự do dự trong lòng của Trình Diệu, vì thế anh ta bắt đầu chơi trò song hành với Trình Diệu, "Muốn đi à? Không dễ đâu, đền tôi món Lego đi." "Lego gì cơ? Chính là cái chú làm hỏng, bộ Harry Potter phiên bản giới hạn đấy, còn tôi thông minh chứ, từ sớm đã thấy chú không muốn đi." "Thuốc nhỏ mắt đây, mẹ ơi." Anh ấy đã phá hủy lâu đài Harry Potter của con, bây giờ anh ấy định bỏ trốn đấy. Peter nghĩ rằng mình có thể giữ trình diệu lại như vậy, nhưng không ngờ Đông Hân lại nói rằng cô có thể giúp anh ta sửa chữa nó. Đúng lúc đó Tiêu Nhất Thành và Lâm Tây đến, biết chuyện đã xảy ra. Lâm Tây lập tức nhận ra tình cảm của Trình Diệu dành cho Đông Hân, vì vậy cô giả vờ nói rằng bà Lý đã cho thuê phòng của Trình Diệu. Nhưng Tiêu Nhất Thành cũng không nhàn rỗi, phòng đó là tôi thuê, gia hạn tiếp đi. Lão Tiêu, bây giờ ngữ dịch và hoa thanh đang trong giai đoạn hợp tác chặt chẽ trình diệu lại là thành viên quan trọng của cả hai đội bây giờ anh ấy phải lang thang trên đường phố tôi là ông chủ của ngữ dịch tất nhiên phải giúp anh ấy peter vui mừng vô cùng ngay lập tức và trình diệu chạm tay ăn mừng trong khi tiêu nhất thành và đông hân đang kiểm tra tài liệu lâm tây hỏi trình diệu liệu anh có thích đông hân không trình diệu không phủ nhận nhưng cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình luôn cảm thấy đông hân đang trốn tránh điều gì đó lâm tây không rõ chỉ có tiêu nhất thành hiểu rằng đông hân đã từng bị tổn thương không dễ dàng đầu tư vào một mối quan hệ mới sẽ có nhiều e ngại và trình diệu trong vấn đề này lại quá đơn thuần mặc dù có khả năng chữa lành vết thương của đông hân nhưng việc vượt qua rào cản từ phía bố mẹ lại khó như trèo lên trời sau khi về nhà mẹ của tiêu nhất thành liên lạc với con trai để hỏi thăm tình hình của cao hạc niên biết rằng ông đã thoát khỏi nguy hiểm mới yên lòng sau đó bà quay sang trách mắng con trai vì đã giấu giếm bạn gái và gây ra một sự cố lớn cao linh thì an ủi con gái nói rằng sau này còn có nhiều đối tượng tốt hơn đang chờ đợi cô. Sa Sa rất bất lực, lại một lần nữa khẳng định mình đã có bạn trai, sau đó kể ra tình hình của Ngụy Thiên. Nhưng sau khi nghe xong, Cao Linh lại nói rằng họ không cùng một thế giới, cảm thấy Ngụy Thiên không xứng với con gái mình. Sa Sa để lại một câu rằng họ có thể vượt qua bất kỳ khoảng cách nào, sau đó trở về phòng của mình và nhận cuộc gọi từ Ngụy Thiên, biết rằng anh muốn dẫn cô đi gặp bạn bè. Sa Sa rất vui mừng, lập tức lục tủ quần áo, chọn một bộ trắng đen nhưng ai ngờ ngụy thiên lại đưa cô đến sân bóng rổ nói rằng những người này là anh em của anh ở hạ môn sau đó xa xa dưới cái nắng gắt xem họ chơi bóng tối đó lại nổi một thân phát ban mẹ cô thấy vậy cũng thấy thương nói nói xem nào con không phải không biết mình bị dị ứng ánh sáng mặt trời sao lại quan tâm anh ta đến thế anh ta có quan tâm đến con không mẹ ơi con chỉ muốn bôi chút kem thôi có thể không nói chuyện này được không mặt khác kể từ khi tiêu nhất thành công khai tuyên bố lâm tây là bạn gái mình trước mọi người mối quan hệ của họ bắt đầu phát triển nhanh chóng. Họ đã đạt đến trạng thái mặc kệ người đời, người ngoài nhìn vào cũng phải sụp đổ, sao hai người này không nghe lời thế, không lẽ các bạn sẽ ở đây hành hạ chó đấy à? Hành hạ chó gì chứ, họ hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, còn tăng ca cũng phải đi cùng nhau. Tiêu Nhất Thành, tôi nói này, làm bạn tôi phải nhắc anh, đàn ông không nên quá dính người. Một chàng trai yêu một người phụ nữ đã ly hôn và có con, ban đầu họ rất hòa hợp. Nhưng khi anh ấy tỏ tình thì bị từ chối không thương tiếc, anh đã từng thích Lâm Tây phải không? Nhưng anh kiên trì được bao lâu? Ba tuần, ba tháng. Trên người anh, tôi chỉ thấy được sự non nớt, nhảy nhót và thay đổi của tuổi trẻ. Đó chính là điều tôi sợ nhất. Trình Diệu, tôi không có thời gian cũng không có năng lượng để dành cho một mối quan hệ không có tương lai. Để chứng minh mình nghiêm túc, Trình Diệu sau khi nói chuyện với Lâm Tiêu và cô bà ngoại, đã nghĩ ra một kế hoạch. Dùng công việc làm cái cớ để rủ Đông Hân lên sân thượng, còn bảo cô đổi đôi giày, nói là vì tương lai của ngữ dịch và sự hợp tác với Hoa Thành. Đông Hân rất khó hiểu, cuối cùng mới nhận ra mình được gọi ra để nhảy dây. Lời lẽ nghe có vẻ hợp lý đến nỗi cô suy nghĩ mãi không thể phản bác, đành phải miễn cưỡng làm theo ý của anh. Tuy nhiên, do thiếu tập thể dục nên sức khỏe của cô không tốt, mới nhảy vài cái đã không thể tiếp tục. Thấy vậy, Trình Diệu liền nói rằng mình sẽ dẫn cô nhảy tiếp. Ban đầu hai người nhảy rất ăn ý, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó Đông Hân lại mắc lỗi và ngã vào lòng đối phương. Vào khoảnh khắc đó, cô nhớ lại những lo lắng trong lòng và lại muốn trốn tránh tôi có cuộc họp một lát nữa không được sao vậy tôi xem một cái không được không được không được mặt tôi hỏng mất rồi hỏng mất rồi tôi xem một cái trông nghiêm trọng quá thật hay giả vậy cô đi đâu đấy tôi đi lấy thuốc mỡ cho anh nếu trễ hơn nữa vết thương của anh sẽ biến mất mất trịnh diệu không nản lòng cả khi ăn cơm cũng ở bên cạnh cô để cô ăn nhiều hơn để ngày mai tiếp tục tốt hơn đông hân vừa định từ bỏ không ngờ lại gặp lâm tiêu và bạn nhờ sự giúp đỡ của họ cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục cảm ơn anh nghĩ trình diệu có cơ hội chiến thắng không đông hân rõ ràng đang tránh né anh ấy tránh né có nghĩa là trình diệu có cơ hội chỉ có người cảm thấy tội lỗi mới tránh né lâm tây rất lạc quan về hai người họ và kể từ khi cô được điều chuyển đến bộ phận phiên dịch nhóm 3, dưới sự dẫn dắt của cô hiệu suất nhóm 3 tăng trưởng mạnh mẽ trái lại lục khắc lễ người được thăng chức làm giám đốc bộ phận khách hàng lớn lại mắc lỗi đã dịch thuật tuyệt đối không chủ quan trong dự án ngữ dịch thành không hành động một nhân viên đã đăng tải bản ghi nhắn trò chuyện lên mạng làm chuyện tán gẫu bây giờ dư luận đang nhìn vào trò cười của hoa Thành. do đó trương tổng mong muốn lâm tây quay lại cứu nguy hỗ trợ lục khắc lễ xử lý một số sự cố bất ngờ vì điều này trương tổng còn bày tỏ sẽ xin trụ sở chính phục hồi tiền thưởng của cô vào cuối năm nếu là lâm tây của trước kia chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý nhưng kể từ sau sự việc với trần văn cô đã nhận ra mình không nên luôn lạnh lùng với mọi người do đó sau khi trương tổng đồng ý với một số điều kiện cô đã chấp thuận Vừa rồi quản lý hành chính gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng sẽ chuyển phòng họp số 9 thành phòng cho mẹ và bé. Quản lý nhân sự cũng gọi điện cho tôi, nói rằng sẽ tuyển một trợ lý cho tôi. Và tôi, mặc dù không cho phép tôi mua cầu trượt cho mèo, nhưng công ty đã thông báo chính thức trong nhóm lớn, từ nay mỗi tháng đều có thể xin nghỉ 5 ngày để chăm sóc thú cưng. Tôi chắc chắn đã cứu được Thiên Hà, mới gặp được ông chủ tốt như vậy. Thấy họ vui vẻ, Lâm Tây cũng rất hạnh phúc và ngay lập tức tuyên bố sẽ mời họ ăn trưa. Nhưng khi thanh toán nhân viên phục vụ thông báo đã có người trả tiền rồi. Sau khi hỏi kỹ thì cô chạy ra ngoài, hóa ra là Trần Văn muốn cảm ơn Lâm Tây đã viết thư giới thiệu giúp cô ấy chuyển đổi thành công ở công ty mới. Vì vậy Lăng Phong nói với cô ấy rằng họ đang có bữa tiệc tại đây và cô ấy liền đến trả tiền ngay. Nhưng không ngờ Lâm Tây cũng muốn cảm ơn cô ấy, thật sự là cô, chúng ta nên tôn trọng lối sống và quan điểm của mỗi người. Chị Tây, nếu sau này có bất cứ điều gì cô có thể giúp được tôi, nhớ tìm tôi nhé, cố lên nhé, chị Tây. Về chuyện trước đây, tôi rất tiếc cô gái đồng thời nhận được hai vé xem kịch từ hai người theo đuổi cô ấy không có thời gian đi xem nên đã chuyển vé cho chị họ kết quả là khi đến nhà hát lâm tây và tiêu nhất thành đều ngứa người xin lỗi anh có ngồi nhầm chỗ không anh làm sao lại đến đây đây cũng là bạn của xa 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 nói cô ấy độc thân mới chia tay lâm tây và tiêu nhất thành ngượng ngùng che mặt với vé không ngờ mình cũng rơi vào cuộc chiến của người khác hóa ra sau khi xa xa phơi bày về bệnh dị ứng ánh sáng mặt trời của mình Ngụy Thiên không hề nhận ra. Dù cô đã nhắn tin cho anh, nhưng anh vì bận việc bị xếp giữ lại nên không thể qua đó để quan tâm cô. Anh chỉ đặt giao hàng nhanh gửi cho cô một hộp thuốc. Xa xa đã cảm thấy thất vọng, sau đó lại biết rằng bài báo y khoa mà Trần Cực nhờ cô dịch đã bị bạn trai giữ lại. Vì Trần Cực cũng thích cô, nên cô cảm thấy bạn trai ghen tuông và không phân biệt được công tư, trong lòng càng thấy bị ức chế. Mẹ phát hiện tâm trạng cô không đúng, biết được nguyên nhân liền hỏi ngược lại, hai người ở bên nhau, phải cùng tiến bộ hoặc lùi bước nếu không thể cùng tiến thì chắc chắn một người phải hy sinh cô có thể hy sinh cho anh ấy không hay cô có khả năng thuyết phục anh ấy hy sinh cho cô không xa xa cảm thấy mình không thể làm được nằm trong vòng tay mẹ mà khóc lớn đồng thời trước khi ngủ đã gửi tin nhắn chia tay cho ngụy thiên ngụy thiên rất vội vàng gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy ngày hôm sau trần cực gửi cho cô vài cuốn tài liệu dịch đồng thời anh ta cũng tặng cho cô một tấm vé xem kịch trong khi đó Ngụy Thiên thất vọng muốn tìm Sa Sa để giành lại tình cảm nhưng lại bị lạnh nhạt, vì vậy anh ta tìm đến Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành để chút bầu tâm sự. Anh ta không biết mình đã sai ở đâu, điều duy nhất anh ta có thể nghĩ đến là dự án dịch thuật của Trần Cực. Anh ta thẳng thắn nói rằng không giao cho Sa Sa là vì đó là một tác phẩm chuyên ngành về tim mạch, cần dịch nhiều thuật ngữ chuyên môn quá, Sa Sa bây giờ trông tiểu tụy như ma, nên anh mới giữ lại dự án đó. Tiêu Nhất Thành, với kinh nghiệm đã trải qua, đã đưa ra cho anh một lời khuyên, chạy theo vợ ở nghĩa trang hay sao? hãy cúi xuống cái đầu quý tộc của anh để xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy không gặp anh, anh hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu cô ấy không để ý đến anh, anh hãy mặt dày mày dạn. Cố gắng hòa nhập vào cuộc sống của cô ấy. Khi cần thiết, anh có thể dùng thêm chút kế hoạch tự làm mình đau khổ. Vì vậy Ngụy Thiên quyết định học hỏi Tiêu Nhất Thành, cố gắng chinh phục lại người yêu cũ, tặng xa xa một tấm vé xem kịch, nói rằng làm bạn bè thường cũng có thể cùng nhau xem kịch. Trùng hợp là tấm vé anh mua và vé của Trần Cực ngồi cạnh nhau. Khi xa xa tặng vé cho Lâm Tây, cô chỉ nói đó là do bạn bè tặng, khiến cho cô chị họ và chồng tương lai của cô chị họ rơi vào tình huống gặp gỡ bốn người đầy ngượng ngùng. Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành bên cạnh, lo lắng không yên, cuối cùng tìm cớ đi mua cà phê để trốn thoát, trong khi Ngụy Thiên và Trần Cực bắt đầu cuộc đấu khẩu quyết liệt. Khi không thể phân định thắng bại qua lời nói, họ quyết định gặp nhau tại phòng tập thể hình để đấu võ. Lâm Tây gửi cho cô em họ bức ảnh họ đang đấu trên sàn đấu, vì thế xa xa vội vàng đến phòng tập, vừa kịp chứng kiến cảnh Trần Cực bị Ngụy Thiên hạ knock out. Giáo sư Trần, anh có sao không anh có nhận thức không xa xa xin lỗi trần cực và sau khi đưa anh lên xe taxi thì không muốn liên quan đến ngụy thiên nữa cô quay lưng đi thẳng gia đình của lâm tiêu và tiêu nhất thành đã gặp nhau và sau một cuộc trao đổi chân thành cả hai bên đều đồng ý kết làm thông gia tiêu nhất thành sau khi hoàn thành lễ đánh chung niêm yết đã cầu hôn lâm tây trước đám đông ngữ dịch tiêu nhất thành đến đây báo cáo lâm tây em có muốn lấy anh không cưới anh nhé trong ngày trọng đại này lâm tây đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai và Tiêu Nhất Thành cũng bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới, Tiêu tổng, việc anh chuẩn bị đám cưới cũng giống như chuẩn bị đề xuất vậy, vợ tôi bận rộn thế, tôi không giúp cô ấy lo liệu thì ai lo? Tiêu tổng, anh thật là chu đáo, chắc chắn là người chồng tốt nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Lâm Tây nhận được bảng kế hoạch đám cưới, cô chỉ cảm thấy choáng váng, cái gì thế này, sao lại phức tạp thế? Tiêu tổng, anh chắc chắn không phải gửi nhầm bảng kế hoạch đấu thầu cho tôi chứ? Tôi biết em ghét phiền phức, cửa hàng váy cưới này tôi đã loại bỏ ba cửa hàng cho em rồi, nhưng dù đã loại bỏ ba cửa hàng, trên bảng kế hoạch vẫn còn 5 cửa hàng, Lâm Tây chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh để lo liệu. Lâm Tây bắt đầu từ cửa hàng váy cưới gần nhất, thử lần lượt từng chiếc. Ngụy Thiên và Sa Sa được Lâm Tây chọn làm phù rể và phù dâu, cô muốn dùng cách này để giúp họ hàn gắn lại mối quan hệ. Sau khi xác định xong trang phục cho ngày cưới, Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành cố ý rời đi sớm, đặt bàn tại nhà hàng cho hai người Sa Sa, nhưng không ngờ điều này lại thúc đẩy cho sự chia tay hoàn toàn của họ anh thiên chúng ta cả hai đều bận rộn với công việc thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có một hai ngày anh thà rằng đi chơi bóng rổ với bạn bè còn không muốn ở bên tôi điều này nói lên điều gì đối với anh tôi không quan trọng lắm lúc này ngụy thiên vẫn chưa từ bỏ tiếp tục theo đuổi xa xa khi thấy cô dừng lại trước một đôi giày lấp lánh ngụy thiên đề nghị vào xem thử sau đó trong khi cô thử giày anh đã lấy cớ đi trả tiền khi nhân viên báo lại xa xa chỉ còn cách là mang giày ra ngoài thấy người yêu cũ Cô hỏi giá dày để chuẩn bị chuyển tiền cho anh. Ngụy Thiên ngay lập tức nói không cần, thừa nhận trước đây không biết cô thích gì và chưa từng tặng quà cho cô, mình không phải là người bạn trai tốt. Thấy anh kiên quyết không nhận lại, xa xa bày tỏ nếu đó là quà chia tay thì cô có thể chấp nhận, nếu có ý định khác thì cô kiên quyết không nhận. Mọi chuyện đã đến mức này, Ngụy Thiên không thể ép buộc chỉ có thể theo ý cô, từ bỏ ý định tiếp tục níu kéo. Tiến vào quá trình chuẩn bị cho đám cưới, phụ huynh hai bên tụ họp một chỗ, đã có cuộc trao đổi hài lòng về việc hồi môn món quà này quá quý giá các người cho hồi môn nặng thế này à các người không nghĩ tôi lâm đại dũng là đang bán con gái chứ hai bên nói chuyện với nhau rất hòa hợp tuy nhiên trên phương diện công việc lại xảy ra biến cố do triển lãm hàng tiêu dùng sắp được tổ chức ban tổ chức đang tuyển chọn công ty hợp tác dịch thuật hoa thanh thề sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này và ngữ dịch cũng chính thức tham gia dự án này để cạnh tranh với dịch thuật nhân công triển lãm hàng tiêu dùng là cửa sổ quan trọng để trung quốc trình diễn ra bên ngoài cũng là nơi tập trung các doanh nhân và nhà kinh tế học hàng đầu. Cuộc thầu dịch cho diễn đàn lần này, chúng ta không chỉ là cầu nối văn hóa và thương mại, mà còn phải thể hiện ngữ dịch 3.0, sức mạnh thay đổi cuộc chơi của dịch thuật, vì vậy chúng ta phải giành được đơn hàng này. Vì thế, Tiêu Nhất Thành và Lâm Tây lại thêm danh tính là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù họ đã thỏa thuận không bàn chuyện công việc riêng tư, cũng không đem cảm xúc công việc vào chuyện tình cảm. Việc, nhưng một lần sơ ý không tắt bluetooth lâm tây nghe thấy lỗ hổng chết người trong dự án triển lãm hàng tiêu dùng của công ty tiêu nhất thành khiến cô rơi vào tình trạng khó xử nếu hai người yêu nhau xảy ra xung đột lợi ích một người biết được lỗ hổng của công ty người kia về mặt công cô ấy nên báo cáo lại cho công ty như vậy công ty của họ sẽ có lợi thế hơn trong cuộc đấu thầu việc đó sẽ tăng khả năng thắng thầu nhưng về mặt cá nhân làm như vậy quá phi đạo đức cô ấy nên làm gì lựa chọn thế nào đây tiêu nhất thành đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi công ty niêm yết do chương trình dịch thuật ngôn ngữ nhỏ gặp BUG, không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, đe dọa đến kết quả của việc ngữ dịch tham gia thầu tại triển lãm hàng tiêu dùng. Tiêu Nhất Thành và Đông Hân đau đầu suy nghĩ biện pháp đối phó, không ngờ trên mạng đột nhiên xuất hiện bài đăng phơi bày sự việc này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngữ dịch, thậm chí cả giá cổ phiếu của ngữ dịch cũng giảm theo. Ba cổ đông cùng một nhóm cổ đông nhỏ và vừa ký tên trong cuộc họp của ban quản lý đến yêu cầu Tiêu Nhất Thành từ chức, từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc kỹ thuật. Ngữ dịch và Hoa Thanh, vào thời điểm quan trọng của cuộc cạnh tranh lại xảy ra scandal máy dịch. Lỗ hổng này chỉ có người trong công ty mới biết và anh, Tiêu Nhất Thành, là người trong cuộc, lại còn chuẩn bị đám cưới với người của Hoa Thanh, tình hình hiện đã rất rõ ràng. Nếu không phải Tiêu Nhất Thành tiết lộ, thì còn ai nữa? Ứng tổng, phải nói chuyện phải dựa vào chứng cứ. Trước sự liên thủ của một nhóm cổ đông ép buộc, dù Tiêu Nhất Thành có giải thích thế nào cũng trở nên yếu ớt. Mặc dù anh biết Lâm Tây biết về lỗ hổng, nhưng anh tin tưởng cô sẽ không phản bội mình. Vì vậy, Đông Hân quyết định thuyết phục Trình Diệu gia nhập ngữ dịch. Anh là chuyên gia về ngôn ngữ nhỏ, nếu lỗ hổng không thể sửa chữa trước khi cuộc thầu bắt đầu thì Trình Diệu có thể thay thế, thay thế cho dịch máy ngôn ngữ nhỏ. Trước đó, với sự giúp đỡ của Peter và bà Lý, đã xác nhận rằng bố mẹ của Trình Diệu sẽ không trở thành trở ngại trên con đường tình cảm của anh ấy. Đông Hân mới thoải mái bày tỏ rằng cô sẵn sàng đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh. Sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò và xác định mối quan hệ yêu đương. Nhưng hiện tại về việc gia nhập ngữ dịch trình diệu vẫn chưa đồng ý ngay chỉ nói rằng anh sẽ suy nghĩ tiêu nhất cũng không muốn ép buộc an ủi đông hân rằng anh ấy không đến cũng không có nghĩa là không quan tâm đến cô mặt khác lâm tây cũng từ trình diệu biết được tình cảnh khó khăn mà bạn trai mình đang đối mặt nhưng khi tiêu nhất đến đón cô tan làm cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện công việc đến khi ngồi vào xe của anh lâm tây mới không thể nhịn được mà hỏi anh không có gì muốn nói với em sao để em nói thay anh nhé anh muốn hỏi chuyện ngữ dịch có phải do em tiết lộ không? Tiêu Nhất Thành nói người phụ nữ mà anh để ý tuyệt đối sẽ không đâm sau lưng anh đâu. Thực ra, anh rất muốn đâm một nhát, nhưng anh không làm. Là vì bà Lý nói, nếu đâm một nhát, Hoa Thành thắng, nhưng anh sẽ thua. Sự tin tưởng tuyệt đối của Tiêu Nhất Thành làm Lâm Tây rất cảm động. Tuy nhiên, một trận dịch bệnh bùng phát bất ngờ lại khiến tình hình thay đổi. Hiệp hội dịch thuật dự định tổ chức một đội ngũ gồm 30 người để đối phó, đi cùng nhân viên y tế để hỗ trợ tại châu Phi. Hoa Thanh ít nhất phải cử 5 người đi. Có tin đồn rằng tỷ lệ tử vong của virus này vượt quá 50%, vì vậy mọi người đều không dám đăng ký. Lâm Tây vừa định ra tay thì bị Ngụy Thiên giữ lại, tính cả tôi nữa. Tần Sa Sa liền lo lắng vô cùng. Theo sự đăng ký của Ngụy Thiên, nhanh chóng có thêm hai người nữa đứng ra. Tối đó, Tần Sa Sa đã có một cơn ác mộng, cô nghe thấy Ngụy Thiên gọi mình, cô vui vẻ chạy ra nhưng lại phát hiện anh đột nhiên biến mất, khiến cô sợ hãi tỉnh giấc và càng lo lắng hơn. Ngày hôm sau, cô cầu xin ngụy thiên đừng đi hỗ trợ nhưng ngụy thiên không muốn thay đổi quyết định của mình tuy nhiên anh rất vui vì sự quan tâm của tần sa sa và kiên nhẫn giải thích lý do tại sao anh muốn tham gia hỗ trợ kết quả là tần sa sa bị thuyết phục và quyết định tham gia vào đội hỗ trợ trên đường về nhà cô còn liên lạc với lâm tây để nhờ cô thuyết phục mẹ mình cao linh hết lời khuyên nhủ cô nhưng ông ngoại và chị họ cùng với tương lai anh rể đều không phản đối bà nói đến khô cả miệng nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý trên đường về Lâm Tây hỏi Tiêu Nhất liệu anh có ngăn cản cô đi châu Phi hay không. Tiêu Nhất nói rằng anh sẽ tôn trọng quyết định của cô, vì vậy Lâm Tây cũng nộp đơn xin tham gia. Tiêu Nhất Thành có thể để cô đi sao? Trương tổng, ông đánh giá thấp anh ấy và đánh giá thấp tôi rồi. Nhưng cô đến trễ một bước, lão Lục đã nộp đơn trước tôi rồi. Nếu ông ấy đi thế này, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc triển lãm hàng tiêu dùng, tôi chắc không cần phải nói thêm nữa. Đành rằng, Lâm Tây chỉ có thể ở lại để phụ trách dự án triển lãm hàng tiêu dùng. Khi thời gian hỗ trợ đến, Ngụy Thiên và Tần Sa Sa, dù đã chia tay, lại cùng nhau tham gia đội hỗ trợ. Ngay cả Cao Linh cũng không còn phản đối Ngụy Thiên nữa. "Ngụy Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi giao Sa Sa nhà chúng tôi nguyên vẹn cho anh. Nếu có điều gì xảy ra, chỉ có anh là người phải chịu trách nhiệm. Hãy yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Hồi kết của chúng tôi, những phiên dịch viên đã đến. Lâm Tây đã thực hiện được giấc mơ đứng trên sân khấu thế giới, thành công được làm việc tại Liên hợp quốc, trong khi Tiêu Nhất không thể chịu đựng nỗi nhớ Nhung ở nơi xa. Sau khi hoàn thành việc phát triển máy dịch 4.0 của ngữ dịch, anh đã không ngại đi xa hàng ngàn dặm để gặp lại Lâm Tây. Geneva đã đủ xa rồi, vậy lần này anh lại muốn tỏa sáng ở đâu? Vài ngày trước, Trương Tổng đã gọi cho tôi, nói rằng Hoa Thanh và ngữ dịch sẽ hợp tác sâu rộng, thúc đẩy ngành dịch thuật thông minh. Vì thế, chúng tôi sẽ thành lập một công ty con và người đứng đầu công ty này, em đoán xem, lần này anh sẽ chọn ai? Mối quan hệ ngọt ngào như thế này thật đáng tiếc chỉ có trong kịch bản, khó tìm trong đời thực. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng có lúc tranh cãi và mâu thuẫn. Trước đó, Đông Hân đã một lần nữa thuyết phục Trình Diệu gia nhập ngữ dịch, như là bảo vệ một loài động vật quý hiếm vậy. Là một chuyên gia dịch thuật ngôn ngữ nhỏ, mục tiêu của Trình Diệu luôn là bảo vệ các ngôn ngữ nhỏ đang có nguy cơ biến mất, nhưng sức người có hạn. Trong 100 ngôn ngữ hiện có trên thế giới, có 150 ngôn ngữ mà số người sử dụng không đến 10 người. Theo thời gian, chúng cuối cùng sẽ biến mất trong lịch sử, nhưng máy móc có thể lưu giữ chúng hội đồng quản trị đã liên tục cắt giảm ngân sách phát triển cho các ngôn ngữ nhỏ. Nếu ngữ dịch không thể giành được dự án triển lãm hàng tiêu dùng, các ngôn ngữ nhỏ sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn, thậm chí cả vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Tiêu Nhất cũng không thể giữ được. Vì vậy, anh ấy cần dữ liệu ngôn ngữ liên quan để sửa chữa lỗi máy dịch và cải thiện mô hình đào tạo ngôn ngữ nhỏ của ngữ dịch, điều này chỉ có Trình Diệu mới có thể làm được. Hoa Thanh và ngữ dịch từ đối tác hợp tác trở thành đối thủ cạnh tranh. Trình Diệu không muốn từ chức vào thời điểm quan trọng này của cuộc đấu thầu triển lãm hàng tiêu dùng nhưng sau khi nghe phân tích từ bà của mình anh nhận ra tầm quan trọng của vấn đề và chỉ có thể xin lỗi lâm tây mất tôi hoa thanh có thể chỉ mất một dự án nhưng tôi muốn thúc đẩy và cứu các ngôn ngữ nhỏ chỉ dựa vào những video của tôi là không đủ vì vậy ngữ dịch có thể giúp anh họ đã cho tôi xem nền tảng ngôn ngữ của họ thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được ước mơ của tôi có thể thực sự trở thành hiện thực có thể chờ đến sau triển lãm hàng tiêu dùng không xin lỗi việc trình diệu từ chức có phải là có lý do gì tôi không biết không? Anh nghĩ để ngữ dịch thành công trong cuộc đấu thầu, liệu điều này có đáng không? Tôi đã giúp tiêu nhất kéo Trình Diệu đi, chính là tôi đã phản bội Hoa Thành. Sự từ chức của Trình Diệu cùng mối quan hệ của cô ấy với tiêu nhất khiến Lâm Tây phải đối mặt với sự nghi ngờ từ nhiều phía. Khi hai gia đình đang bàn bạc về ngày cưới, Lâm Tây đột nhiên quyết định hoãn lại đến mùa hè năm sau, từ đó hai người rơi vào trạng thái lạnh nhạt. Việc kéo Trình Diệu đi là ý của anh hay là ý của Đông Hân? Anh có biết không, lúc này kéo Trình Diệu đi đối với tôi có ý nghĩa như thế nào. Nếu Trình Diệu không đến giúp chúng ta, cô biết điều đó đối với tôi, nghĩa là gì không? Cô biết điều đó đối với ngữ dịch, nghĩa là gì không? Dưới sự điều chỉnh của Trình Diệu, Tiêu Nhất cuối cùng đã kịp thời hoàn thành việc sửa chữa lỗi ngôn ngữ nhỏ trước khi đấu thầu triển lãm hàng tiêu dùng. Máy dịch của ngữ dịch đối với các ngôn ngữ ít phổ biến đã đạt tỷ lệ nhận diện 94%. Ngày hội thầu, đội ngũ của Hoa Thanh và ngữ dịch cùng đến hiện trường. Sau một cuộc đua quyết liệt, cuối cùng ngữ dịch và Hoa Thanh cùng được chọn, với ngữ dịch là chính và hoa thanh là phụ. Triển lãm hàng tiêu dùng bây giờ bảo chúng ta phối hợp với máy móc, thật là cho đùa khắp thiên hạ, do thất bại này, Lâm Tây một lần nữa bị tổng bộ hạ chức. Cuối cùng, Tiêu Nhất cũng hiểu được quyết định hoãn đám cưới của Lâm Tây. Tiêu Nhất rất cảm động khi nghe Lâm Tây nói rằng cô ấy lo sợ mình phải nhượng bộ vì anh, đồng thời anh cũng khuyên cô nên từ chức. Nhưng Lâm Tây dự định sẽ quyết định sau khi dự án triển lãm hàng tiêu dùng hoàn thành. Sau một thời gian chuẩn bị tỉ mỉ, đội ngũ của Ngữ Dịch và Hoa Thanh đã hợp tác một lần nữa, xuất hiện đầy uy phong tại hội trường triển lãm hàng tiêu dùng. Triển lãm này có sự tham gia của các thương nhân từ 61 quốc gia và khu vực, các nhân viên đến từ các quốc gia khác nhau sử dụng máy dịch của ngữ dịch để giao tiếp suốt quá trình. Những nhân viên của Hoa Thanh, dù chỉ đóng vai trợ giúp, cảm thấy chán nản như thể mình chỉ là bày biện, không có chỗ dùng sức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nhà triển lãm quan trọng đã khiến cho những hạn chế của máy dịch bị phơi bày. Một doanh nhân đến từ Iceland, Ingolfur Johnson, cùng với con trai mắc chứng tự kỷ của mình, khi ông lên sân khấu phát biểu, đứa trẻ mắc chứng tự kỷ của ông rơi vào trạng thái hoảng loạn và ngôn ngữ lạnh lùng của máy dịch không thể an ủi được nó. Cho đến khi Lâm Tây vào cuộc, với giọng điệu chân thành và dịu dàng, mới khiến cho người đối diện cảm thấy an tâm. Sau khi Johnson rời sân khấu, ông đã bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Sau khi triển lãm hàng tiêu dùng kết thúc, Tiêu Nhất lại một lần nữa cầu hôn, sổ hộ khẩu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng những bất ngờ luôn xuất hiện vào phút chót, anh mang nó theo mình mỗi ngày chỉ để sẵn sàng lúc nào cũng có thể cưới em. Lâm Tây à, chỉ mới đây thôi, Ingolfur Johnson đã gọi điện riêng cho Đinh Tổng. Khai ngợi cô đã xử lý tình huống khẩn cấp xuất sắc, Đinh Tổng rất vui mừng, ngay lập tức đã nộp đơn xin của cô lên Liên Hợp Quốc. Bên Liên Hợp Quốc có một phiên dịch viên thường trú cần về nước vì việc gấp, đúng lúc có một vị trí trống, cô thật may mắn. Lệnh điều động sắp được phát xuống, cô hãy chuẩn bị thật tốt trong vài ngày tới. Tiêu nhất biết ước mơ của Lâm Tây, mặc dù có chút thất vọng, nhưng anh vẫn ủng hộ cô bước lên sân khấu quốc tế. Và theo thời gian trôi qua từng ngày, Ngụy Thiên và Sa Sa trở về an toàn và tổ chức đám cưới, mối quan hệ của Trình Diệu và Đông Hân cũng phát triển ổn định. Sau khi máy dịch ngữ dịch 4.0 được ra mắt, Tiêu Nhất Thành đã theo Lâm Tây đến bờ biển. Họ cùng ôn lại kỷ niệm xưa và trao nhau nụ hôn nồng ấm, phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi.